Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 35. Bên ngoài điện, tộc trưởng tộc Thiên Long bước đến trước mặt Ngao Thiên Thiên, nhìn Ngao Thiên Thiên giàn giụa nước mắt, lão đau lòng nói, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên lắc đầu, sau đó biến thành tia sáng bay đi. Lúc này Diệp Quân bước ra. Tộc trưởng tộc Thiên Long nhìn Diệp Quân, đè nén xúc động muốn ra tay đánh người. Mẹ nó! Con gái ông đây chết bao nhiêu lần vì ngươi, bây giờ lại rơi vào kết cục này, đúng là bắt nạt người ta quá đáng. Nếu tên này không phải là con trai của kiếm chủ nhân gian, không phải là vua của vũ trụ quan huyên thì lão sẽ nuốt sống tên không có mắt nhìn này. Tộc trưởng tộc Thiên Long nổi giận, rồi thấp giọng thở dài, Diệp viện trưởng, Thiên Thiên đã chết bao lần vì ngươi, nó không tốt chỗ nào chứ? Nó, thật sự rất thích ngươi. Thôi vậy. Là do tộc Thiên Long bọn ta không thể trèo cao, xin viện trưởng đừng đến trêu chọc nó nữa. Nói rồi lão xoay người bỏ đi. Diệp Quân đứng đó hồi lâu rồi cũng xoay người đi. Trong một tinh không, Diệp Quân sải bước đi không mục đích. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên, tiểu sư đệ. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, có một cô gái đứng ở cách đó không xa, chính là Nam Lăng Nhất Nhất. Hôm nay Nam Lăng Nhất Nhất mặc một chiếc váy hình sông nước. Hai tay cô ấy để ở sau lưng, nhìn Diệp Quân, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Diệp Quân bước đến trước mặt Nam Lăng Nhất Nhất, cười nói, Nhất Nhất sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất oán trách, về rồi cũng không đến tìm gặp ta. Diệp Quân cười nói, đang định đi tìm tỷ đây. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, thật à. Diệp Quân gật đầu, thật mà. Nam Lăng Nhất Nhất chớp mắt, có phải đệ đã đến tộc Thiên Long không? Diệp Quân ngạc nhiên. Nam Lăng Nhất Nhất nói, nhìn đệ buồn bực không vui, sao nào, chưa làm hòa với Thiên Thiên cô nương à? Diệp Quân gật đầu. Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu, đệ là một tên ngốc. Diệp Quân nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, khó hiểu. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quân đầy vẻ khó hiểu trước mặt, cô ấy thấp giọng thở dài, Thiên Thiên cô nương thích đệ biết không? Diệp Quân gật đầu. Nam Lăng Nhất Nhất lại nói, nhưng đệ lại kết hôn với Nạp Lan cô nương. Diệp Quân không nói gì. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quân, bây giờ đệ đi tìm cô ta, đệ bảo cô ta đối mặt với đệ thế nào. Lẽ nào muốn cô ta nói cho đệ rằng Diệp Quân công tử, không sao cả, ta sẵn sàng làm vợ hai của ngươi. Diệp Quân không nói gì. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, với tính cách của đệ, chắc chắn cũng không nói được mấy lời này, mà cô ta thấy đệ im lặng chắc chắn chỉ càng nghĩ càng tức, sẽ không vui vẻ với đệ được rồi. Diệp Quân do dự, sau đó nói, vậy tỷ nghĩ ta nên làm thế nào? Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, vậy đệ phải nói cho ta biết suy nghĩ thật của đệ. Diệp Quân hơi khó hiểu, suy nghĩ thật ư. Nam Lăng Nhất Nhất nghiêm túc nói, đúng thế, đệ có thích Thiên Thiên cô nương không? Diệp Quân sửng sốt. Nam Lăng Nhất Nhất bỗng giơ ngón tay lên chỉ vào Diệp Quân, khẽ quát không cho phép trốn tránh, thành thật nói cho ta biết. Diệp Quân không do dự gật đầu. Nam Lăng Nhất Nhất lại nói, đệ thích Thiên Thiên cô nương, sau đó lại thích Nạp Lan cô nương, có phải không? Vẻ mặt Diệp Quân hơi mất tự nhiên, hình như mình rất tệ, đều trách cha và ông nội quá đào hoa nên di truyền sự đào hoa này cho mình. Kiếm chủ Thanh Sam, kiếm chủ nhân gian. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, đệ thích Thiên Thiên cô nương nhưng lại sợ Nạp Lan cô nương không vui, cho nên đệ do dự, cảm thấy khó xử. Thế là đệ tạm thời trốn tránh, không nghĩ tới vấn đề tình cảm. Diệp Quân thở dài, Nhất Nhất sư tỷ đi guốc trong bụng ta rồi. Nam Lăng Nhất Nhất lại nói, ngoài Thiên Thiên cô nương, đệ còn thích cô nương nào nữa không? Diệp Quân do dự, sau đó nói, chuyện này. Nam Lăng Nhất Nhất nói, Tịch Huyền cô nương. Diệp Quân gật đầu. Nam Lăng Nhất Nhất hỏi, còn nữa không? Diệp Quân suy ngẫm nói, còn hai người nữa. Nam Lăng Nhất Nhất lập tức hỏi, ai? Diệp Quân vội lắc đầu, không nói chuyện này nữa. Nam Lăng Nhất Nhất bỗng nói, có phải đệ từng nghĩ cùng chung sống với các cô nương mà đệ thích thì mọi người sẽ hòa thuận không? Diệp Quân mỉm cười, chuyện này. Nam Lăng Nhất Nhất nói, đàn ông bình thường chắc chắn đều có suy nghĩ này, nhưng... Cô ấy vừa nói vừa nhấc chân lên, tay phải bóp mặt Diệp Quân, tiểu sư đệ. Đệ đúng là gã đàn ông đều số một vũ trụ quan huyên. Diệp Quân không dám cãi lại, để mặc cô ấy nắn bóp, dù sao da mặt của hắn cũng dày, không sợ đau.
Nam Lăng Nhất Nhất rút tay về, sau đó nghiêm túc nói, tiểu sư đệ, đệ cứ do dự không dứt khoát với chuyện tình cảm như thế là không được, vì đệ có thực lực, có nhan sắc, có thân phận lớn, có tiền, tính tình lại tốt, thế nên rất dễ hấp dẫn các cô gái. Trường hợp này, đệ lại thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm, sau này chắc chắn sẽ làm tổn thương trái tim của nhiều người hơn. Diệp Quân thở dài. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ nói, con gái một khi đã rung động thì rất ác nghiệt, đệ chẳng sao cả nhưng có thể các cô ấy sẽ cô đơn cả đời. Cô ấy vừa nói vừa nhìn Diệp Quân nói, đệ hiểu không? Diệp Quân gật đầu, sau này ta gặp phụ nữ thì sẽ cách thật xa. Nam Lăng Nhất Nhất bật cười, đệ nghĩ cô gái nào gặp đệ cũng sẽ thích đệ sao? Đệ mơ tưởng quá đấy. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói, Nhất Nhất sư tỷ, nói chuyện với tỷ, ta vui hơn nhiều rồi. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, vậy sau này đệ có thể thường xuyên đến tìm ta. Diệp Quân gật đầu, được. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn lại nói, tỷ vẫn chưa nói ta nên giải quyết chuyện này thế nào. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, nếu đã thích thì đều cưới thôi. Diệp Quân sửng sốt. Nam Lăng Nhất Nhất nói, đệ không cưới họ thì họ sẽ có hai kết cục, một là cô đơn cả đời, đây là kết cục đệ muốn nhìn thấy sao. Diệp Quân lắc đầu. Nam Lăng Nhất Nhất lại nói, hai là các cô ấy sẽ tốn rất nhiều thời gian để quên đệ, sau đó gả cho người đàn ông khác, đệ muốn nhìn thấy thế không? Diệp Quân lắc đầu. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, thế nên đệ còn sự lựa chọn khác à? Diệp Quân im lặng. Nam Lăng Nhất Nhất hỏi, ngoài Tịch Huyền và Thiên Thiên cô nương, đệ còn thích hai cô nương nữa, vậy hai người đó là ai? Diệp Quân cười nói, tỷ rất muốn biết sao? Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu. Diệp Quân cúi người nói nhỏ bên tai Nam Lăng Nhất Nhất. Cả người Nam Lăng Nhất Nhất cứng đờ. Dứt lời, Diệp Quân bỗng kéo tay Nam Lăng Nhất Nhất, hắn đặt một cuốn sách cổ vào trong bàn tay hơi cứng nhắc của Nam Lăng Nhất Nhất. Đây là cuốn thần thuật mà chân thần biên soạn, khác với những gì chủ nhân bút đại đạo viết, rất có ích cho tỷ. Nói rồi hắn khẽ cười, sau đó xoay người đi. Lúc này Nam Lăng Nhất Nhất run giọng nói, tiểu sư đệ, những lời đệ vừa nói là thật sao? Diệp Quân gật đầu. Nam Lăng Nhất Nhất bỗng bật cười, nhưng một lúc sau lại đột nhiên rơi nước mắt mà lòng lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Diệp Quân đến U Minh Điện nhưng không gặp được Tịch Huyền, hỏi ra mới biết Tịch Huyền đã đến hệ Ngân Hà vào ngày hắn kết hôn. Hệ Ngân Hà. Diệp Quân đứng trước cổng U Minh Điện một lúc lâu, sau đó mới xoay người đi. Sau khi về đến chân thần điện, hắn lập tức giao thuật thượng cổ thần khôi cho Nạp Lan Ca. Muốn luyện chế thượng cổ thần khôi này thì chỉ có Tiên Bảo Các mới có khả năng tài chính này. Sau khi có được thượng cổ thần khôi, Nạp Lan Ca lập tức dặn dò người bên dưới bảo người bắt đầu đi tìm nguyên liệu. Luyện chế hình nộm đại đế. Diệp Quân đi tìm Nhị Nha và Tiểu Bạch, lần này hắn đến tìm Nhị Nha là mong Nhị Nha giúp hắn cải thiện thể xác. Nếu thể xác có thể lên một tầng cao mới, uy lực thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm của hắn cũng có thể được tăng lên lần nữa. Mặc dù trước đó đánh nhau với Huyền Đế, cả hai đều tổn thất nhưng hắn biết đó là vì đối phương đã áp chế cảnh giới của mình. Nếu đối phương không áp chế cảnh giới thì với thực lực hiện giờ của hắn, còn lâu mới có thể là đối thủ mệnh vận đại đế. Cách biệt vẫn rất lớn. Trong tinh không, Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, trên vai cô bé là Tiểu Bạch. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, cười nói, muốn cải thiện thể xác hả? Diệp Quân gật đầu. Nhị Nha hỏi, có lợi ích gì không? Diệp Quân đã có chuẩn bị trước, hắn lấy một chiếc nhẫn ra đặt vào tay Nhị Nha, trong chiếc nhẫn đều là kẹo hồ lô. Nhị Nha nhếch môi, cô bé sờ vào cơ thể Diệp Quân, sau đó nói, rất cường tráng nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Quân hơi khó hiểu, cái gì không đủ? Nhị Nha nói, không đủ mạnh, bây giờ ngươi vẫn không thể chịu được máu của ta. Diệp Quân do dự, sau đó nói, không đến nỗi thế chứ. Nhị Nha kiếng chân lên vỗ vai Diệp Quân, cháu trai, ngươi còn quá non trẻ. Diệp Quân sầm mặt, hắn do dự một lúc, sau đó nói, Nhị Nha cô nương, ngươi có thể gọi ta là Diệp Quân hoặc Tiểu Quân. Tiểu Quân, Nhị Nhã khẽ gật đầu, được rồi, cháu trai. Diệp Quân cạn lời. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, cơ thể ngươi vẫn chưa đủ mạnh, nếu hấp thụ máu của ta sẽ không chịu nổi. Diệp Quân nghiêm túc nói, bây giờ cơ thể ta đã rất mạnh rồi.
Nhị Nha bình tĩnh nói, ta thử xem. Diệp Quân gật đầu, được. Nhị Nha đánh một quyền vào ngực Diệp Quân. Bốp! Diệp Quân bỗng chốc văng ra xa cả ngàn vạn trượng, vừa dừng lại cơ thể hắn đã nứt toác, máu bắn tung tóe. Diệp Quân ngơ ngác. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, ta vẫn chưa đánh hết sức. Diệp Quân cười khổ, sức mạnh của Nhị Nha cô nương quả thật khá đáng sợ, nếu cô bé đánh hết sức, chỉ sợ mình sẽ bị một đòn này làm cho tan nát. Nhị Nha lại nói, đi thôi, dẫn người đến một nơi. Nói rồi cô bé xoay người đi. Diệp Quân vội vàng đi theo. Không lâu sau, Nhị Nha dẫn Diệp Quân đến một tinh không yên tĩnh, cô bé xoay người nhìn Diệp Quân, muốn cải thiện thể xác sao. Diệp Quân gật đầu, ừ. Nhị Nhã cong môi cười, có một cách, người có muốn thử không? Diệp Quân hỏi, cách gì? Nhị Nha nghiêm túc nói, chịu đánh. Để người khác đánh mình. Diệp Quân sửng sốt. Nhị Nha cười nói, để bị đánh là cách nâng cao thể xác tốt nhất. Người đánh với ta không chỉ có thể làm cơ thể mạnh hơn mà còn có thể nâng cao kiếm đạo của ngươi. Diệp Quân do dự một lát, sau đó hỏi, thật sao? Nhị Nha nghiêm túc nói, thật chứ? Không tin, ngươi có thể hỏi Tiểu Bạch. Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch chớp mắt, lúc này Nhị Nha bỗng đưa cho nó một cây kẹo hồ lô, Tiểu Bạch vội gật đầu. Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, vậy thì đánh đi. Hắn vẫn tin Nhị Nha. Dù sao cũng là tiên tổ của ác thú, chắc không đến nỗi gạt hắn. Thấy Diệp Quân đồng ý, Nhị Nha cong môi lên nở nụ cười hệt như ác ma. Thấy Nhị Nha cười như thế, Diệp Quân cảm thấy hơi rét run, đang định nói gì đó thì Nhị Nha đã lao đến chỗ hắn. Rầm! Diệp Quân còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh văng ra xa. Chân vũ trụ. Trước chân thần điện, Tả tướng và Từ Nhu đi song song với nhau. Tả tướng nói, nền văn minh vĩnh sinh sắp ra tay rồi. Từ Nhu gật đầu, ta biết. Tả tướng nhìn Từ Nhu, chúng sắp chém giết lẫn nhau, lúc đó chân vũ trụ có thể ngồi không đắc lợi. Từ Nhu lắc đầu, nền văn minh vĩnh sinh có thể bị tiêu diệt nhưng vũ trụ quân huyên thì không được. Tả tướng khó hiểu, tại sao? Từ Nhu cười nói, thanh niên đó, có thể đánh hắn, bắt nạt hắn nhưng không thể giết hắn, mặc dù cha... Cô và ông nội của hắn muốn hắn tự mình trưởng thành nhưng điều kiện tiên quyết là không thể giết hắn, nếu muốn giết hắn thật, họ sẽ không mặc kệ. Một khi họ ra tay thì chân vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Tả tướng nhíu chặt mày, nói thế thì Diệp Quân hắn trời sinh đã đứng ở vị trí bất bại rồi. Từ Nhu cười nói, đừng tức giận, đầu thai cũng là một năng lực đấy. Tả tướng im lặng không đáp, nói không giận là giả. Từ Nhu lại nói, mục đích chính của chúng ta là để cho người đứng đằng sau hắn chống lại vũ trụ kiếp, để đại tỷ thoát khỏi vây khốn. Nàng ấy nhìn về phía tận cuối chân trời, khẽ nói, mấy năm nay đại tỷ cực khổ quá rồi. Tả tướng hơi lo lắng, Từ Nhu, nhưng ta nghĩ bà đang đùa với lửa đấy. Từ Nhu khẽ cười, không nói gì. Tả tướng nghiêm túc nói, những người đứng đằng sau hắn mạnh như thế, bà lại tính kế hắn như vậy, bà không sợ chọc giận những người đó. Sau đó họ sẽ tiêu diệt chân vũ trụ sao? Từ Nhu khẽ nói, không đâu, tuyệt đối sẽ không. Tả tướng khó hiểu, tại sao? Từ Nhu nói, ta và Bát Huyền còn để lại đường lui. Đường lui? Tả tướng cau mày, bà ta trầm tư một lúc, nhưng nghĩ đến điều gì, đồng tử bà ta co lại, Bát Huyền, nó. Từ Nhu bỗng dựng đưa một ngón tay đến bên môi, đừng nói. Tả tướng siết chặt hai tay. Khó tin nói, Từ Nhu, bà. Từ Nhu chậm rãi đi về phía đằng xa, khẽ nói, muốn cho đại tỷ ra ngoài thì phải hóa giải hận thù giữa hai vũ trụ, chỉ có cách duy nhất đó thôi. Tả tướng im lặng không lên tiếng, bà ta muốn phản đối, nói đúng hơn là khiển trách, vì bà ta nghĩ hành vi này rất đê tiện, rất vô liêm sỉ. Nhưng bà ta lại không nói được mấy lời của trách đó. Chân thần. Bắt đầu từ rất lâu. Chân thần đã trấn áp vũ trụ kiếp, bà ta đã trả giá quá nhiều cho chân vũ trụ, nghe hàm ý của Từ Nhu thì có lẽ vũ trụ kiếp này sắp không trấn áp được nữa. Nếu không thể trấn áp, đến lúc đó chân thần có gặp nguy hiểm không? Bà ta không biết, vì thật ra bà ta cũng không biết hiện giờ rốt cuộc chân thần mạnh thế nào, hơn nữa ân oán giữa chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên. Nghĩ đến đây, Tả tướng bỗng hơi phiền lòng. Từ Nhu cười nói, đừng nghĩ nhiều thế.
ta sẽ gánh chịu hết tất cả nhân quả của chuyện này. Tả tướng lắc đầu, Từ Nhu, ta đã từng điều tra Diệp công tử đó, người này khác với các kiếm tu khác, bình thường hắn rất khiêm tốn nhã nhặn và tử tế với người khác, nhưng nếu hắn tức giận thì lại quyết đoán và tàn nhẫn hơn cha hắn, bà làm thế, ta sợ sau này sẽ phản tác dụng, cho dù thành công, ta sợ hắn cũng sẽ không tha cho bà. Từ Nhu vén mái tóc bị gió thổi bay vào bên tai, khẽ cười nói, ta hiểu rõ tính tình của hắn nhất, ta cũng biết cuối cùng mình sẽ có kết cục gì nhưng có một số việc ta không thể không làm. Tả tướng thở dài. Từ Nhu nói tiếp, điều ta lo là sau này. Tả tướng nhìn Từ Nhu, sau này ư. Từ Nhu gật đầu, mặc dù thực lực của Vĩnh Sinh Đại Đế rất mạnh nhưng do hạn chế của thời đại, trong mắt ông ta chỉ có chủ nhân bút đại đạo, thế nên sẽ không suy xét thấu đáo, điều ta lo lắng là chủ nhân bút đại đạo. Nói rồi nàng ấy nheo mắt, lần này tất cả cường giả nền văn minh Vĩnh Sinh đều không bị giết mà chỉ bị trấn áp, chắc chắn là do người này cố ý làm vậy, người này đang có mưu đồ gì? Chủ nhân bút đại đạo. Tả tướng trầm giọng nói, năm đó ông ta đánh với đại tỷ, lẽ nào là cố ý để thua đại tỷ? Từ Nhu lắc đầu, không đến nổi, trận chiến năm đó đúng là ông ta không đánh lại đại tỷ. Nói rồi nàng ấy thở dài, đạo hạnh của ta vẫn còn thấp kém, không thể đoán được ý đồ của người này, cho dù có đoán được cũng không dám đối đầu với ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tả tướng hỏi, bà nghĩ ông ta đang mưu đồ điều gì? Từ Nhu gật đầu. Tả tướng nói, cần ta phái người điều tra không? Từ Nhu lắc đầu, không được, dù ông ta đang âm mưu điều gì thì cũng không phải là thứ mà ta và bà có thể nhúng tay vào. Bây giờ cứ làm tốt chuyện của chúng ta là được. Tả tướng gật đầu, sau đó nói, lần này nền văn minh Vĩnh Sinh khai chiến với vũ trụ Quan Huyên, Trần vũ trụ chúng ta phải. Từ Nhu nói, không cần làm gì cả, chỉ cần khoanh tay đứng ngoài nhìn là được, tất nhiên lúc cần thiết, có thể đi khiêu khích Vĩnh Sinh Đại Đế một chút, để ông ta càng cố gắng tấn công vũ trụ Quan Huyên. Tả tướng nói, không thể tiêu diệt vũ trụ Quan Huyên. Từ Nhu gật đầu, nghiêm túc nói, không thể tiêu diệt, lần này chân vũ trụ ta cứ đứng ngoài, không thể ra tay, trừ khi vũ trụ Quan Huyên thật sự không đánh lại. Nếu vũ trụ Quan Huyên đánh không lại thì chỉ có một nguyên nhân, đó là tên đó không gọi người nữa. Nói rồi nàng ấy lắc đầu thở dài, tên này cái gì cũng giỏi nhưng lại quá kiêu ngạo, thật ra ba đời đều mạnh như nhau thì có gì không tốt chứ. Nhiều người đều muốn như thế nhưng không có cơ hội. Tả tướng gật đầu, lại nói, Từ Kính. Từ Nhu lặng thinh hồi lâu rồi nói, ta đi xem tỷ ấy thử. Dứt lời, nàng ấy biến thành một vầng sáng, sau đó biến mất. Thôn Thạch. Trong một căn phòng, Từ Thụ im lặng ngồi đó, trong tay cô ấy là một cái bát lớn. Từ Thụ nhìn cái bát trong tay hồi lâu, nở nụ cười động lòng người, sau đó tay phải đặt lên bụng mình. Lúc này cửa bỗng bị mở ra, một người phụ nữ bước vào. Chính là Chấp Kiếm Nhân. Tay phải đặt trên bụng của Từ Thụ lặng lẽ di chuyển sang chỗ khác. Chấp Kiếm Nhân nhìn Từ Thụ không lên tiếng. Từ Thụ cười nói, có việc gì sao? Chấp Kiếm Nhân nói, Vĩnh Sinh Đại Đế muốn tấn công vũ trụ Quan Huyên. Từ Thụ khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Chấp Kiếm Nhân bước đến trước mặt Từ Thụ, nàng ta nhìn Từ Thụ, muội không thích hắn dù chỉ một chút sao. Ngủ với hắn chỉ là vì tính kế thôi ư. Từ Thụ cười nói, Từ Kính, tỷ thích hắn như thế thì ta hỏi tỷ, nếu giữa đại tỷ và hắn phải giết một người thì tỷ chọn ai? Chấp Kiếm Nhân quay đầu sang chỗ khác, ta không thích hắn. Từ Thụ mỉm cười, tỷ nghĩ tỷ giấu được ta và Từ Nhu sao? Chấp Kiếm Nhân không nói gì. Từ Thụ lại nói, trả lời câu hỏi của ta. Chấp Kiếm Nhân im lặng một lát, sau đó nói, ta sẽ không hại hắn vì đại tỷ nhưng ta cũng sẽ không làm hại đại tỷ vì hắn. Nếu họ thật muốn đánh nhau, vậy ta sẽ tự sát, không nhìn thấy thì không phiền lòng. Từ Thụ lặng đi một lúc, khẽ cười, thảo nào hắn cũng thích tỷ. Chấp Kiếm Nhân nhíu mày, muội đang nói lung tung gì thế? Từ Thụ khẽ cười, hắn ngốc, tỷ cũng rất ngốc. Nghe Từ Thụ nói vậy, Chấp Kiếm Nhân nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Từ Thụ, muội và Từ Nhu quan tâm nhiều như vậy thì sống không mệt sao? Từ Thụ mỉm cười, mệt chứ? Chấp Kiếm Nhân nói, vậy tại sao không sống đơn giản hơn? Từ Thụ cười nói, nếu ai cũng sống đơn giản thì vũ trụ này còn được bảo vệ sao? Chấp Kiếm Nhân nhìn Từ Thụ,
sau đó quay người rời đi, nhưng vừa đến cửa, nàng ta chợt dừng lại, nói, Từ Thụ, mặc kệ ý định ban đầu của muội là gì, nhưng ta có thể khẳng định rằng đại tỷ không thích các người làm vậy. Nói xong, nàng ta rời khỏi nhà đá. Trong nhà đá, Từ Thụ trầm mặc hồi lâu, sau đó cầm chiếc bát lớn bên cạnh lên, nhìn rồi mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của cô ấy lại trở nên u ám phức tạp, giờ phút này, ngay cả cô ấy cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Bên ngoài nhà đá, chấp kiếm nhân vừa đi ra đã gặp phải Từ Nhu vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Từ Nhu, ánh mắt chấp kiếm nhân trở nên lạnh lùng. Từ Nhu nói, đừng nhìn ta như vậy, đồ phụ nữ không có đầu óc. Chấp kiếm nhân nhìn Từ Nhu, nếu nền văn minh vĩnh sinh tấn công vũ trụ quan huyên, tỷ vui lắm phải không? Từ Nhu trầm giọng nói, Từ Kính, ta hỏi muội, muội thấy mình và tên đó hợp sao? Chấp kiếm nhân trầm mặc, tay phải nắm chặt kiếm. Từ Nhu nhìn chấp kiếm nhân, nói cho ta biết đi. Chấp kiếm nhân nhìn Từ Nhu, nhẹ nhàng nói, ta biết mình có hợp với hắn hay không hơn tỷ, nhưng ta không đành lòng nhìn hắn bị bắt nạt. Nói xong, nàng ta hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời rồi biến mất. Sau khi chấp kiếm nhân biến mất, Từ Nhu tức giận dậm chân, chết tiệt. Lúc này, Từ Thụ đi ra, Từ Nhu tức giận nói, muội ấy đúng là người phụ nữ không có đầu óc, chỉ biết đánh đánh giết giết. Từ Thụ nhẹ nhàng nói, ta lại rất ngưỡng mộ tỷ ấy. Nghe vậy, Từ Nhu nhíu mày, lẽ nào muội vẫn còn thích hắn? Từ Thụ không nói gì, quay người người rời đi. Từ Nhu xa sầm mặt mày nói, các người đừng để mất cả trì lẫn trải chứ. Chết tiệt. Trong tinh không tĩnh lặng của vũ trụ quan huyên. Bùm. Diệp Quân đột nhiên bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào một vùng tinh không rộng lớn. Sau khi dừng lại, khóe miệng Diệp Quân tràn ra một vệt máu, hắn lau vết máu ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía ngực mình, trên đó có vết nắm đấm nhỏ thật sâu. Phía xa, Nhị Nha liếm cây kẹo hồ lô, nói, lại lần nữa. Diệp Quân khẽ gật đầu rồi lại lao về phía Nhị Nha. Rầm. Diệp Quân lại bay ra ngoài trong nháy mắt. Đánh với Nhị Nha, hắn đương nhiên sẽ bị đánh tơi tả, không còn sức đánh trả, điều đáng sợ nhất là dù kiếm của hắn chém vào đầu Nhị Nha thì cũng không thể khiến cô bé bị thương. Khả năng phòng thủ của Nhị Nha quá cao siêu. Không thể tấn công. Sau khi bị đánh bay, Diệp Quân lại đứng lên rồi lao về phía Nhị Nha. Cứ như vậy, Diệp Quân bị đánh bay hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn kiên trì xông lên. Đương nhiên, thu hoạch cũng rất lớn. Rõ ràng nhất là khả năng chống trả của hắn. Nhờ có cây thần tự nhiên nên vết thương của hắn không có gì đáng ngại, đều có thể phục hồi nhanh chóng, như vậy hắn mới có thể luyện tập cùng Nhị Nha, nếu không Nhị Nha đã giết hắn chỉ bằng một cú đấm. Cứ như vậy, ngày nào Diệp Quân cũng điên cuồng tu luyện cùng Nhị Nha. Hắn không quan tâm đến chuyện của thư viện quan huyên nữa, giao lại tất cả cho Nạp Lan Ca. Lúc này, vũ trụ quan huyên cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Nền văn minh vĩnh sinh sắp tấn công. Trong chân thần điện, Nạp Lan Ca ngồi đối diện với Lý Bán Chi. Nạp Lan Ca cầm một cuốn mật sớ, nói cường giả của nền văn minh vĩnh sinh gồm 12 mệnh vận đại đế, 100 vị tuế nguyệt đại đế, 200 vị đại đế thông thường, hơn vạn thần đế, còn có hơn nghìn đại thuật sư. Nói đến đây, cô nhìn Lý Bán Chi, xét về thực lực tổng thể, chúng ta vẫn ở thế bất lợi. Lý Bán Chi trầm giọng nói, đây không phải vấn đề lớn nhất là vị vĩnh sinh đại đế, chúng ta đã ước định thực lực của người này, bên chúng ta chỉ có An cô nương có thể chống lại ông ta, nhưng cơ hội thắng không lớn. Bà ấy lắc đầu nói tiếp, hơn nữa người này vô cùng tự phụ, ông ta không hề coi vũ trụ quan huyên chúng ta ra gì, ông ta còn coi thường cây thần tự nhiên, cho nên lần này chỉ có thể đánh. Chỉ có thể đánh. Vũ trụ quan huyên không còn lựa chọn nào khác. Nạp Lan Ca gật đầu, đánh thì đánh. Lý Bán Chi nhìn Nạp Lan Ca, nắm bắt thứ trong túi vải nhỏ đến đâu rồi. Nạp Lan Ca cười nói, học được đa phần rồi ạ. Lý Bán Chi gật đầu, vậy thì tốt. Không thể xem nhẹ túi vải nhỏ mà Tần Quan để lại. Năm đó Tần Quan đã dùng một loạt vũ khí công nghệ văn minh để tung hoành tứ phương ở chân vũ trụ. Nạp Lan Ca trầm giọng nói, điều con lo lắng nhất là chân vũ trụ. Lần này vũ trụ quan huyên và nền văn minh vĩnh sinh khai chiến, bọn họ sẽ ngồi không hưởng lợi,
điều khiến con càng lo lắng hơn là đợi sau khi chúng ta đánh xong, bọn họ sẽ tới ra tay. Nghe vậy, Lý Bán Chi cau mày, đây cũng là điều bà ấy lo lắng. Nạp Lan Ca chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, trách nhiệm bảo vệ vũ trụ quan huyên thật nặng nề. Không nên xem thường. Lý Bán Chi cười nói, còn cách nào nữa sao? Bọn họ đều trốn trách trách nhiệm này, vợ chồng con không gánh vác thì ai gánh vác đây? Nạp Lan Ca lắc đầu cười. Lý Bán Chi đứng dậy đi đến trước mặt Nạp Lan Ca, nắm lấy tay cô, cười nói, đừng lo lắng, nếu chân vũ trụ ra tay thật, đẩy vũ trụ quan huyên vào tình thế tuyệt vọng thì cha, cô và ông nội của Diệp Quân chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nạp Lan Ca khẽ gật đầu, dù thế nào, con và Tiểu Quân cũng sẽ cố gắng hết sức. Cô lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, nhẹ nhàng nói, trong này có vài thứ mẹ đã chuẩn bị cho chân vũ trụ, xem ra bây giờ chỉ có thể để người của nền văn minh vĩnh sinh nếm thử trước. Lý Bán Chi nhìn chiếc túi nhỏ trong tay Nạp Lan Ca, bà ấy cũng mong đợi xem Tần Quan để lại thứ gì. Loạn tinh giới. Loạn tinh giới hiện nay đã đổi thành vĩnh sinh giới. Dưới sự tổ chức của Tịnh Thần, tất cả cường giả của nền văn minh vĩnh sinh đã tập trung ở Võ Tông trước đây. Bây giờ cả Võ Tông và Thánh Tông đều đã thuộc về vĩnh sinh đại đế. Võ Tông và Thánh Tông cũng không phản kháng, dù sao bọn họ cũng từng thuộc về thời đại văn minh vĩnh sinh, chỉ là khi đó, bọn họ vẫn là thế lực nhỏ. Trong vĩnh sinh giới, chỉ có Tuyết Đế của Tinh Hải Tông không lựa chọn gia nhập nền văn minh vĩnh sinh. Bây giờ, để đối phó với vũ trụ quan huyên, nền văn minh vĩnh sinh cũng không bận tâm đến cô ấy nữa. Bọn họ cũng không quá coi trọng một vị mệnh vận đại đế. Trong đại điện Võ Tông, Tịnh Thần ngồi ở vị trí chính, tay cầm mật sớ, trầm ngâm một lúc rồi nhìn Chiêm Sư bên cạnh, Chiêm Sư, thực lực của vũ trụ quan huyên còn mạnh hơn chúng ta dự đoán, nói xong, ông ta đưa mật sớ trong tay cho Chiêm Sư. Chiêm Sư đọc mật sớ, rồi nói, mạnh nhất chính là đám người An Võ Thần, chỉ cần khống chế được mấy người này thì đám người phía dưới chúng ta có thể tàn sát bọn họ. Tịnh Thần gật đầu, thế lực đỉnh cao của vũ trụ quan huyên rất mạnh. Nhưng tầm trung và tầm thấp lại rất yếu, không thể so sánh với nền văn minh vĩnh sinh. Chiêm Sư nói tiếp, phải nhớ kỹ hai nữ kiếm tu ta vừa nói thực lực của họ vượt xa mệnh vận đại đế, không thể khinh thường. Tịnh Thần gật đầu, đương nhiên rồi. Chiêm Sư đặt mật sớ trong tay xuống, nói, nhìn chung, sức mạnh của chúng ta vượt trội hơn nhiều so với họ. Lúc này, một vị cường giả thánh tông bên dưới nói, thưa hai vị. Tôi nghĩ còn một người nữa chúng ta không thể khinh thường. Chiêm Sư và Tịnh Thần nhìn vị cường giả Thánh Tông đang nói. Cường giả Thánh Tông trầm giọng nói tiếp, cách đây không lâu, Diệp Quân cùng một vị kiếm tu váy trắng từng đến loạn tinh giới. Lúc đó, vị kiếm tu váy trắng kia đã giết một vị mệnh vận đại đế, hơn nữa chỉ dùng một ánh mắt. Một ánh mắt. Nghe vậy, Chiêm Sư và Tịnh Thần cau mày, Tịnh Thần nhìn chằm chằm vào cường giả Thánh Tông, ngươi chắc chứ? Vị cường giả Thánh Tông vội vàng gật đầu, mỗi lời ta nói đều là sự thật, bởi vì người bị giết chính là tông chủ Thánh Tông ta. Một ánh mắt, Tịnh Thần trầm tư một lúc rồi nói, có khi nào là do người đó dùng thủ đoạn nào khác mà các ngươi không phát hiện ra không? Nghe vậy, cường giả Thánh Tông kia hơi do dự, bởi vì gã cũng không dám chắc chắn, dù sao giết một vị mệnh vận đại đế bằng một ánh mắt cũng thật khó tin. Nhưng người phụ nữ đó thật sự rất đáng sợ. Thấy cường giả Thánh Tông do dự, Tịnh Thần càng giữ vững suy nghĩ của mình, tuy rằng người này là đại đế, nhưng thực lực còn kém xa mệnh vận đại đế, không chỉ thực lực mà còn cả hiểu biết đều vô cùng hạn hẹp, dù sao thời đại hiện nay đã lạc hậu hơn nhiều so với thời đại văn minh vĩnh sinh. Chiêm Sư nói, mặc kệ dùng thủ đoạn gì thì cũng không nên xem thường người phụ nữ váy trắng kia. Tịnh Thần gật đầu, đương nhiên rồi, đối phương có thể giết một vị mệnh vận đại đế. Tất nhiên không thể coi thường thực lực, chỉ là không biết mạnh đến cỡ nào. Chiêm Sư cười nói, chuyện này dễ thôi, để một vị mệnh vận đại đế đi gặp bà ta thì sẽ biết ngay thực lực của bà ta thế nào. Ông ta nhìn vị cường giả Thánh Tông kia, người biết người phụ nữ đó đang ở đâu không? Cường giả Thánh Tông đáp, khi rời đi, bà ta nói muốn du ngoạn vũ trụ, điểm dừng đầu tiên chính là hệ Ngân Hà. Chiêm Sư nói, vậy thì phái một người đến hệ Ngân Hà gặp bà ta. Ông ta nhìn đám mệnh vận đại đế trong điện, nói các ngươi ai đi. Mãng đế đứng ra, cười nói, ta đi,
để xem bà ta có thể giết một vị mệnh vận đại đế bằng một ánh mắt thật hay không. Chiêm sư trầm giọng nói, không thể sơ suất. Mãng đế cười nói, đương nhiên rồi, yên tâm đi, cho dù ta không đánh lại bà ta, nhưng nếu ta không hiếu chiến, muốn bỏ chạy thì 10 người cũng không chặn nổi ta. Chiêm sư khẽ gật đầu, thực lực của mãng đế xuất chúng trong đám mệnh vận đại đế, nếu không hiếu chiến, muốn bỏ chạy thì trên đời này không có mấy ai giết được ông ta. Mãng đế nói, ta đi đây. Nói xong, ông ta quay người, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất tại chỗ. Mãng đế rời khỏi điện rồi, Tịnh Thần đứng dậy, lạnh lùng nói, chuẩn bị đi, 3 ngày sau chúng ta sẽ tấn công vũ trụ Quan Huyên. Chiêm sư hoài nghi hỏi lại, vì sao lại là 3 ngày? Tịnh Thần cười, tiên lễ hậu binh. Đoạn ông ta nói với một mệnh vận đại đế đứng cạnh, cổ đế, đến thông báo cho thư viện Quan Huyên rằng vũ trụ Quan Huyên chấp thuận đầu hàng thì có thể miễn nạn đao binh, bằng không thì 3 ngày sau, trên đời sẽ không còn vũ trụ nào tên Quan Huyên nữa. Người kia gật đầu rồi lui ra. Chiêm sư, ta nghĩ chúng sẽ không hàng. Tịnh Thần cười khẽ, 3 ngày sau, cũng là ngày chiến đế xuất quan. Chiêm sư ngạc nhiên, hắn ta hoàn toàn bình phục rồi sao? Tịnh Thần gật gù, gần như vậy. Chiêm sư, vậy thì lần này chỉ có chiến thắng mà thôi. Bên ngoài võ tông, tông chủ Võ Huyền đang dẫn một thiếu niên đi về nơi xa. Gã chính là Thiên Hà, cũng là nhân vật yêu nghiệt bậc nhất trong thế hệ trẻ võ tông hiện nay. Võ Huyền lên tiếng, Thiên Hà, từ giờ phút này trở đi, con không còn là đệ tử võ tông nữa. Thiếu niên sửng sốt quay phát lại, tông chủ. Võ Huyền nhẹ giọng, văn minh vĩnh sinh trở lại thế gian vốn là chuyện tốt, bởi khi ấy chúng ta có thể rời khỏi nơi này, đi ra thế giới bên ngoài, hậu nhân cũng không còn bị vũ trụ kiếp giày vò, có thể sở hữu thế giới tốt đẹp hơn. Ông ta lắc đầu, nhưng vị vĩnh sinh đại đế này đã tự cao quá mức. Từ khi chào đời, gã đã không đặt bất kỳ ai trên thế gian vào mắt trừ chủ nhân bút đại đạo. Thái độ này sớm muộn gì cũng sẽ hại gã, liên lụy đến người khác. Võ tông ta theo gã, e rằng họa nhiều hơn phúc. Thiên Hà cắn răng, tông chủ, con không muốn rời khỏi võ tông. Võ Huyền, chúng ta không thể đặt cược tất cả vào vĩnh sinh đại đế được. Con đi rồi, sau này cho dù võ tông có gặp chuyện thì cũng không bị đứt đoạn truyền thừa. Thấy Thiên Hà còn muốn nói gì, ông ta ngắt lời, đi đi. Hai tay gã thiếu niên siết thành quả đấm, im lặng không thốt nên lời. Võ Huyền thở ra một tiếng dài phức tạp, giữ lại chút hy vọng cho võ tông, con hiểu chứ? Nói xong thì quả quyết quay lưng đi. Để lại Thiên Hà im lặng đứng đó một hồi mới cất bước về phía ngược lại. Vũ trụ Quan Huyên. Suốt khoảng thời gian qua, Diệp Quân hầu như ngày nào cũng so chiêu vẫn nhị nha trong tinh không, đồng thời vẫn luôn là bên bị đánh cho bầm dập. Cũng có lúc hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh, nhưng ngay cả thuật trảm thiên bạt kiếm 60 nhát cũng không làm gì được thân xác của nhị nha. Cô bé cứ đứng mãi một chỗ, bất di bất dịch. Tình trạng này ban đầu khiến Diệp Quân nản lòng vô cùng, cảm thấy mình đúng là phế vật. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nhị nha từng tồn tại chung một thời đại với ông nội cơ mà, làm gì phải người đâu mà so đo. Thế là tâm trạng lại thay đổi xoành xoạc. Hắn bây giờ mới 18, đánh không lại là chuyện bình thường. Sống trên đời này, biết rõ bản thân đến đâu là quan trọng nhất. Cũng nhờ thời gian vừa qua mà khả năng chịu đòn của hắn tăng lên rõ rệt, đã có thể ăn vài cú đấm của nhị nha mà không phải bò lê bò lết, nhưng một phần cũng là do cô bé không sử dụng toàn bộ sức mạnh. Đáng nói nhất là thông qua những lần giao chiến, thuật trảm thiên bạt kiếm của hắn đã tăng lên tới 70 nhát chém. Bây giờ chỉ cần hắn vung kiếm thì đại đế thông thường cũng phải dụng. Đúng lúc này, Ám U xuất hiện cách đó không xa, cung kính hành lễ với Diệp Quân, thiếu chủ, người vĩnh sinh giới đã đến. Vĩnh sinh giới? Diệp Quân nhíu mày hỏi, đến làm gì? Ám U, khuyên hàng. Diệp Quân ngẩn ra trước khi cười, đi thôi. Cả hai cùng biến mất. Nhị nha nhìn về phương xa, gọi Bạch, chúng ta đi theo. Rồi cùng Tiểu Bạch biến mất. Tại chiến trường hư chân, cổ đế chắp tay sau lưng, im lặng quan sát thần điện bên dưới. Diệp Quân bất ngờ xuất hiện trước mặt. Ông ta nói ngay, đầu hàng hoặc chết, chọn một đi. Hắn nhăn nhở, so tài không? Cổ đế nhíu mày,
đang định ra tay thì sực nhớ gì đó mà lắc đầu, ra chiêu với ngươi chẳng có nghĩa lý gì. Thắng không được gì, thua còn mất mặt. Thấy ông ta không chịu so tài, Diệp Quân không khỏi thất vọng. Sức mạnh của hắn đã tăng tiến rất nhiều, đang muốn tìm người thử một phen, nào ngờ đối phương không chịu. Cổ đế lên tiếng trước khi hắn kịp cất lời, vũ trụ quan huyên nếu không chịu hàng, 3 ngày sau ắt không còn trên đời. Nói xong thì biến thành một tia sáng đen mất hút ở nơi xa. 3 ngày ư? Diệp Quân nhíu mày thật chặt, thầm nghĩ, vì sao Vĩnh Sinh Đại Đế lại muốn trì hoãn đến 3 ngày sau? Nạp Lan Ca xuất hiện cạnh hắn, nhìn về nơi xa, hỏi, huynh thấy thế nào? Diệp Quân, họ đang kéo dài thời gian. Nạp Lan Ca gật đầu, chúng ta đến loạn tinh giới thôi. Diệp Quân ngạc nhiên. Nạp Lan Ca nghiêm túc nói, không thể để cuộc chiến xảy ra ở chiến trường hư chân. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn vào sâu trong không trung, nơi một người phụ nữ đang đứng. An Nam Tịnh. Hắn lắc mình xuất hiện cạnh bà ấy, tiền bối thấy thế nào? An Nam Tịnh, đến loạn tinh giới. Diệp Quân cười, vâng. An Nam Tịnh lại gọi, Niệm Niệm cô nương. U, có tiếng kiếm minh trỗi dậy từ nơi xa xôi, lan xa 4 phía. Một khắc sau, một người phụ nữ phá không xuất hiện trước mặt họ. Chính là Mộ Niệm Niệm. Bà ấy mặc váy dài màu xanh, tay cầm trường kiếm, thoát tục tuyệt trần. Thấy Diệp Quân, bà cười, tiểu tử tiến bộ nhanh đấy. Hắn đáp lại, nhờ công nhị nha cô nương cả. Đúng. Lời hắn vừa dứt, nhị nha đã xuất hiện với tiểu bạch trên vai, tay đưa kẹo hồ lô lên liếm, nghiêm túc nói, dưới sự dạy dỗ của ta, sức mạnh của thằng cháu. Của tiểu quân đã tăng lên rất nhiều, giờ đã có thể ăn 3 cú đấm của ta rồi. Diệp Quân chỉ biết lắc đầu cười. Mộ Niệm Niệm cười mỉm chi, lát nữa có một trận đánh, nhị nha cô nương có tham gia không? Cô bé vốn định đồng ý, nhưng rồi nhớ ra gì đó mà nhìn sang An Nam Tịnh. Muốn đánh nhau gì phải được An tỷ cho phép đã. Bà ấy gật đầu, đi theo đi. Nhị nha hớn hở cười to, được. Diệp Quân hỏi An Nam Tịnh, chỉ có chúng ta thôi ư? An Nam Tịnh gật đầu, chỉ chúng ta thôi. Diệp Quân ngần ngừ, có phải hơi ít không? An Nam Tịnh ngẫm nghĩ, đúng là ít thật. Rồi nói tiếp trước khi hắn kịp mở miệng, vị nhiên cô nương. Quỳnh, một luồng khí tức hùng hậu phóng từ dưới lên cao. Để một người phụ nữ xuất hiện. Trang Vị Nhiên. Bà ấy mặc váy trắng dài phết đất, gương mặt lãnh đạm hững hờ, tay cầm phương thiên hỏa kích. An Nam Tịnh lại gọi, thiên nữ cô nương. Quỳnh. Lại một luồng khí tức xuất hiện từ 4 phía, một người phụ nữ khác chậm rãi bước tới. Đại tỷ của U Minh Điện thiên nữ. An Nam Tịnh nói với Diệp Quân, đủ rồi đấy. Hắn cười, vâng. Bỗng Nạp Lan Ca nói, chúng ta có truyền tống trận. Rồi quay sang gọi, Ám U. Ông ta xuất hiện, vươn tay thả một tia sáng vàng ra. Nó hóa thành một truyền tống trận dài đến vạn trượng trước mặt mọi người. Nạp Lan Ca, ta đã cho người mở đường hầm thời không giữa vũ trụ quan huyên và loạn tinh giới. Một khi thành lập truyền tống trận rồi, chúng ta muốn đến đó lúc nào cũng được. Diệp Quân gật đầu, vậy thì đi. Hắn nhấc chân. Nhưng chưa được 2 bước thì dừng lại, nhìn Nạp Lan Ca kế bên, muội. Cô tròn mắt đáp, đương nhiên là phải theo cùng. Diệp Quân cười khổ, tiểu ca à, muội phải ở lại bảo vệ thư viện. Nạp Lan Ca nghiêm mặt, muội có thể giúp. Thấy Diệp Quân còn muốn nói gì, An Nam Tịnh lên tiếng, để cô ấy theo đi. Diệp Quân ngẩn ra đầy khó hiểu. Nạp Lan Ca tuy được cha mẹ giúp củng cố thân xác nhưng vốn công việc bề bộn. Không có cơ hội tu luyện nên sức mạnh không cao. Điểm đến lần này của họ lại là loạn tinh giới, phải đối mặt với các cường giả cấp đại đế. Nạp Lan Ca liếc xéo Diệp Quân, huynh đang xem thường ta. Diệp Quân cười khổ, chưa kịp giải thích thì nghe An Nam Tịnh mở miệng, đi thôi. Diệp Quân đành hỏi cô gái đang vô cùng tự tin kia, muội mang theo túi vải. Nạp Lan Ca cười, thông minh. Diệp Quân bật cười. Kéo cô cùng tiến vào truyền tống trận. Bọn họ bước vào rồi biến mất trong đó. Loạn tinh giới. Trong đại điện Võ Tông, Tịnh Thần và những người khác đang thảo luận làm sao để tấn công vũ trụ quan huyên thì một lão già xuất hiện, thấp giọng báo cáo, người vũ trụ quan huyên đến. Tịnh Thần nghe vậy thì cau mày, chúng đến. Lão già gật đầu, phải,
đang đứng ngay lối vào loạn tinh giới. Tịnh thần nheo mắt lại, bao nhiêu người? Lão già, không nhiều, chỉ dăm ba tên. Dăm ba tên mà thôi. Những người khác híp mắt hoài nghi. Chiêm sư lên tiếng, đi nhìn xem. Tịnh thần gật đầu rồi cầm đầu đám người biến mất khỏi đại điện. Bên ngoài loạn tinh giới. Tịnh thần cùng một nhóm mệnh vận đại đế xuất hiện, nhìn nhóm Diệp Quân cười hỏi, Diệp công tử đến đầu hàng à? Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, vũ trụ quan huyên chúng ta không thù không oán với văn minh vĩnh sinh, các người cần gì cứ phải nhằm vào chúng ta. Tịnh thần cười, Diệp công tử đúng là ngây thơ. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thích gì cứ lấy, kẻ yếu ngoan ngoãn phục tùng, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý này? Diệp Quân im lặng nhìn ông ta. Tịnh thần tiếp tục, chúng ta quả thật không có thù oán với các ngươi, nhưng thế thì sao? Chúng ta muốn vơ vét hết địa bàn và thần vật của vũ trụ quan huyên nhưng các ngươi không cho, chẳng phải thù oán ở ngay đây sao? Diệp Quân vẫn im lặng. Tịnh thần còn muốn nói tiếp thì chiêm sư chợt thốt lên, có gì không ổn? Ông ta nhíu mày, đang muốn mở miệng thì một luồng khí tức khủng bố bùng nổ từ phía sau. Một đám mây nấm kích thước đến mấy triệu trượng nở bừng lên từ loạn tinh giới. Loạn tinh giới sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Đám tịnh thần ngây ra như phỗng. Diệp Quân tỉnh dụi nói, nhà bay màu rồi kìa. Mọi người, nơi nào đó trong loạn tinh giới, Nạp Lan Ca phóng tầm mắt nhìn đám mây nấm, khe khẽ mỉm cười. Nhưng khi cô vừa định rời đi, đã có một cô gái xuất hiện chặn đường. Người này váy trắng như tuyết, tóc bạc như sương. Nạp Lan Ca im lặng, cô biết người này là ai? Nam Cung Tuyết, hay bây giờ nên gọi là Tuyết Đế? Nạp Lan Ca hơi bất ngờ, vì cô không ngờ Tuyết Đế này sẽ đến tìm mình. Hai cô gái cứ đối mặt nhau như thế, đều là tuyệt sắc nhân gian, không một ai lên tiếng trước. Một lúc lâu sau đó, Tuyết Đế hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, rất đẹp, chẳng trách hắn lại thích cô như thế. Dứt lời, cô ấy xoay người rời đi. Nạp Lan Ca chợt cất lời, Tuyết cô nương. Nam Cung Tuyết dừng bước, cô ấy xoay người nhìn về phía Nam Cung Tuyết, cô biết ta sao? Nạp Lan Ca gật đầu, đúng thế. Nam Cung Tuyết nhìn Nạp Lan Ca, bình tĩnh nói, có chuyện gì à? Nạp Lan Ca vốn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện nói gì cũng không ổn. Nam Cung Tuyết xoay người, nhẹ giọng nói, ta đến đây chỉ để xem thử thê tử của hắn. Nạp Lan cô nương, cô rất xinh đẹp, đừng nói là một người đàn ông như hắn, kể cả phụ nữ như ta cũng thấy hơi động lòng. Dứt lời, cô ấy bèn muốn rời đi. Nhưng lúc này, Nạp Lan Ca đột nhiên nói, xin Tuyết cô nương dừng bước. Nam Cung Tuyết dừng lại, cô ấy nhìn Nạp Lan Ca, lặng lẽ đợi đối phương nói. Nạp Lan Ca chậm rãi đi tới trước mặt Nam Cung Tuyết, nói với nét mặt phức tạp, Tuyết cô nương, ta cũng có biết chút ít chuyện của cô và hắn, cô cảm thấy hắn đối xử với cô thế nào. Nam Cung Tuyết nhìn Nạp Lan Ca, có quan trọng sao? Nạp Lan Ca lắc đầu, Tuyết cô nương, thật ra hắn cũng thích cô. Nam Cung Tuyết chậm rãi siết chặt tay, trong ánh mắt lạnh như băng thoáng thay đổi, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu, cô ấy lắc đầu, nét mặt u ám, nhưng hắn đã chọn cô. Nạp Lan Ca nói, Tuyết cô nương, ta hỏi cô còn thích hắn chứ? Nam Cung Tuyết im lặng, còn thích không? Cô ấy cũng không biết nữa, cô ấy chỉ biết khoảng thời gian qua, dù cô ấy có tu luyện thế nào cũng không thể quên được người đó. Cách đây không lâu, nền văn minh vĩnh sinh bảo cô ấy hợp tác với bọn họ, nhưng khi biết bọn họ muốn đối phó vũ trụ quan huyên, cô ấy đã từ chối một cách dứt khoát. Dù lúc đó cô ấy rất tức giận, nhưng cô ấy cũng sẽ không vì yêu mà hận, vì hắn chưa từng làm chuyện có lỗi với cô ấy. Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết, trước khi ta đến, hắn đã cho người đi thông báo với cô, bảo cô rời khỏi loạn tinh giới nguy hiểm này đúng không? Nam Cung Tuyết sửng sốt, sao cô biết? Đúng như những gì Nạp Lan Ca nói, sở dĩ cô ấy biết Nạp Lan Ca ở đây cũng là vì Diệp Quân thông báo, bọn họ muốn phá hủy loạn tinh giới. Nạp Lan Ca khẽ thở dài, nét mặt phức tạp, Tuyết cô nương, nói thật, đối mặt với cô, tâm trạng của ta cũng rất phức tạp. Nếu hắn không thích cô thì không có gì để nói, nhưng hắn lại thích cô. Nam Cung Tuyết cúi đầu, Nạp Lan cô nương, lúc ta quen hắn, không hề biết rằng hắn đã thành thân. Nếu biết. Nói đến đây, cô ấy im lặng. Nạp Lan Ca nhìn Nam Cung Tuyết, Tuyết cô nương,
Tiểu Quân mặt nào cũng tốt, chỉ có điều là không thể dứt khoát trong tình cảm. Nói đến đây, cô lắc đầu, không đúng, một người thông minh như hắn, sao có thể không nhìn thấu suy nghĩ của phụ nữ được. Nếu hắn muốn quyến rũ, trên đời này có bao nhiêu người chống lại được sức hấp dẫn của hắn chứ? Hắn giả vờ ngây ngô không đáp lại trước mặt các cô là vì yêu ta, sợ ta đau lòng. Nam Cung Tuyết nhìn Nạp Lan Ca với vẻ ngạc nhiên, hắn còn thích cô gái nào khác nữa à? Nạp Lan Ca thầm thấy khổ sở, nhiều lắm. Thiên Thiên, Tịch Huyền, Nam Lăng Nhất Nhất, còn có Bát Huyền gì đó ở chân vũ trụ kia nữa, gần đây còn rất mập mờ với Chấp Kiếm Nhân, hắn cho rằng ta không biết, nhưng thật ra ta đều biết hết. Nét mặt Nam Cung Tuyết cứng đờ, trợn mắt há mồm, việc này, việc này. Nạp Lan Ca cười nói, có phải cô ngạc nhiên lắm không? Nam Cung Tuyết vội gật đầu, ta, hắn. Nạp Lan Ca nhìn Nam Cung Tuyết, vậy cô có còn thích hắn không? Nam Cung Tuyết cúi đầu, Nạp Lan cô nương, cô xinh đẹp như thế, dù là ta cũng cảm thấy xấu hổ, người đàn ông nào có thể cưới cô làm vợ, không biết kiếp trước đã tích được bao nhiêu đức. Nếu ta là đàn ông, ta nhất định sẽ một lòng một dạ với cô, tuyệt đối không hài lòng, sao, sao hắn có thể đa tình, thích nhiều cô gái như vậy chứ? Nạp Lan Ca bình tĩnh nói, hắn còn thích cô nữa. Nam Cung Tuyết lập tức đỏ mặt, việc này ta. Nạp Lan Ca khẽ thở dài, Tuyết cô nương, nếu có thể, đương nhiên ta cũng hy vọng hắn một lòng một dạ với mình, thử hỏi có cô gái nào không muốn như thế chứ? Nhưng trời sinh hắn đã trăng hoa, ta có thể làm gì được? Ta cũng từng có suy nghĩ rời xa hắn, nhưng ta không làm được. Nam Cung Tuyết nhìn Nạp Lan Ca trước mặt, thầm thấy thông cảm. Sự lạnh lùng trước đó đã biến mất không còn tung tích. Nạp Lan Ca chợt nói, Tuyết cô nương, cô và hắn có từng xảy ra? Không không. Khuôn mặt Nam Cung Tuyết lập tức nóng lên như có núi lửa sắp phun trào, liên tục xua tay, Nạp Lan cô nương, ta không làm chuyện đó với hắn, thật đấy, dù ta thích hắn, nhưng còn chưa thành thân đã làm chuyện đó với hắn, ôi chao, nói một hồi, sao lại nhắc đến những chuyện này rồi? Nhìn Nam Cung Tuyết dịu dàng đáng yêu trước mắt, Nạp Lan Ca lắc đầu cười khẽ, cảm giác chua xót trong lòng cũng mất đi một chút, Tuyết cô nương, ta cũng không có ý gì khác, chỉ hỏi thử mà thôi. Nam Cung Tuyết cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Nạp Lan Ca, mặt đỏ như quả táo, Nạp Lan cô nương, câu hỏi này của cô thật sự quá đáng sợ. Nạp Lan Ca chợt thở dài, hiện tại vũ trụ Quan Huyên không chỉ có kẻ thù là nền văn minh vĩnh sinh. Mà còn có chân vũ trụ luôn ở phía sau nhìn chằm chằm, nói không chừng một ngày nào đó mọi người đều sẽ chết trận, Tuyết cô nương, cô bảo trọng. Dứt lời, cô bèn muốn rời đi. Nam Cung Tuyết chợt nói, Nạp Lan cô nương, nếu cô không chê, ta sẵn lòng giúp đỡ vũ trụ Quan Huyên một tay. Nạp Lan càng ngạc nhiên, Tuyết cô nương, cô, Nam Cung Tuyết mỉm cười nói, bây giờ ta là mệnh vận đại đế, thực lực cũng tạm được. Nạp Lan ca ngẫm nghĩ. Sau đó nói, hiện tại loạn tinh giới đã bị hủy diệt, Tuyết cô nương, không bằng cô dẫn những đệ tử của cô đến vũ trụ Quan Huyên đi, cô thấy sao? Nam Cung Tuyết do dự một lát rồi gật đầu, được. Nạp Lan ca cười nói, vậy cô dẫn người của mình đến vũ trụ Quan Huyên trước đi, sau khi thu xếp ổn thỏa, nếu cô muốn thì có thể gia nhập nội các, ta cũng đang thiếu người, nếu có cô giúp đỡ thì càng tốt hơn. Nam Cung Tuyết chậm rãi siết chặt hai tay. Có thể nhìn ra cô ấy đã động lòng, nhưng dường như vẫn đang băn khoăn điều gì đó, cô ấy lén nhìn thoáng qua Nạp Lan Ca, thấy ánh mắt chân thành của Nạp Lan Ca thì tâm trạng cũng thả lỏng hơn, sau đó gật đầu, được. Nạp Lan Ca cười nói, vậy chúng ta gặp nhau ở vũ trụ Quan Huyên. Nam Cung Tuyết gật đầu, Nạp Lan cô nương, thực lực của nền văn minh vĩnh sinh kia không tầm thường đâu, cô phải cẩn thận. Sau đó... Cô ấy xoay người hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở cuối tinh hà. Nạp Lan Ca đứng tại chỗ lắc đầu, khẽ thở dài, trong lòng hơi chua xót, người đàn ông đa tình này, mê gái cũng không giải quyết ổn thỏa, còn khiến cô phải lo lắng giúp hắn, đúng là. Hay! Nạp Lan Ca lại thở dài một lần nữa rồi xoay người rời đi. Bên ngoài loạn tinh giới, vô số cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh xuất hiện bên cạnh tịnh thần. Đều là những người trốn thoát ra ngoài. Dù sức mạnh của đám mây hình nấm mà Nạp Lan Ca cho nổ ra rất kinh khủng, nhưng muốn giết chết cao thủ cảnh giới trên thần đế vẫn là vô cùng khó khăn. Sắc mặt tịnh thần hơi khó coi, ông ta nhìn chằm chằm mấy người nhóm Diệp Quân,
ông ta không ngờ vũ trụ quan huyên này lại dở chiêu như thế với bọn họ. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà đã mất nhà trước rồi. Tịnh thần nhìn chằm chằm Diệp Quân đang dẫn đầu với nét mặt hơi dữ tợn, tin ta đi, vũ trụ quan huyên của ngươi sẽ phải vì hành động hôm nay mà. Nói nhảm nhiều thế. Lúc này, An Nam Tịnh bên cạnh Diệp Quân chợt cầm thương xông lên. Vụt! Một tia hàn mang bay đến trước mặt Tịnh thần, Tịnh thần cười gằn, tiến lên một bước rồi đánh ra. Đối đầu trực diện. Oanh! Trong thoáng chốc, Tịnh thần đã lùi lại cả chục nghìn trượng. Lực lượng mạnh mẽ khiến cao thủ vốn đang đứng xung quanh hắn cũng lùi lại theo. Sức mạnh của một thương đáng sợ khôn cùng. Sau khi Tịnh thần dừng lại, ông ta nhìn cánh tay bị nứt ra của mình với vẻ khó tin, thầm thấy sợ hãi, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía An Nam Tịnh, đang định cất lời thì An Nam Tịnh đột nhiên biến mất. Thương thế mạnh mẽ kéo đến, chèn ép đến mức ông ta cảm thấy không thở nổi. Lúc này, trong lòng Tịnh thần hoàn toàn không còn cảm giác khinh thường nữa, ông ta xông lên phía trước, trong tay trái xuất hiện một cây gậy một đen, ông ta vung một vòng, trong nháy mắt, hàng vạn côn ảnh làm chấn động đất trời. Nhưng sau khi đâm thương về phía An Nam Tịnh, oanh, trong nháy mắt, hàng nghìn côn ảnh chợt vỡ tan tành, lực lượng mạnh mẽ khiến Tịnh thần liên tục lùi lại, trong quá trình ông ta lùi lại, thời không cũng liên tục sụp đổ, cực kỳ đáng sợ. Thấy cảnh này, nét mặt của những cao thủ nền văn minh vĩnh sinh đều trở nên nặng nề, thầm thấy khiếp sợ, người phụ nữ này mạnh quá. Không chỉ nền văn minh vĩnh sinh mà cả Diệp Quân cũng hơi kinh ngạc. Ông ta vốn cho rằng An tiền bối này chiến đấu với mệnh vận đại đế sẽ khá vất vả, nhưng không ngờ bà ta vẫn có thể áp đảo được mệnh vận đại đế. Đây thật sự là gặp người mạnh lại càng mạnh hơn. Phía xa, sau khi Tịnh thần dừng lại, cánh tay phải của ông ta đứt lìa. Máu tươi bắn tung tóe. Tịnh thần ngẩng đầu nhìn An Nam Tịnh phía xa bằng ánh mắt lạnh lùng, bà đánh nhau giỏi lắm à. Nhưng một mình bà giỏi thì có tác dụng gì? Mọi người cùng xông lên đi. Ông ta quyết định sẽ đánh hội đồng. Vì ông ta phát hiện nếu đấu tay đôi, ông ta hoàn toàn không thể thắng được, nếu đấu tay đôi không thể thắng thì cũng chỉ có thể đánh hội đồng thôi. Nghe thấy lệnh của Tịnh thần, 11 mệnh vận đại đế đang có mặt lập tức lao về phía mấy người An Nam Tịnh. Chỉ về mặt đội hình, mấy người nhóm An Nam Tịnh đã hoàn toàn bị áp đảo. Vì ở nơi này, bên phía nền văn minh vĩnh sinh có 13 mệnh vận đại đế, hàng trăm tuế nguyệt đại đế, những người còn lại cũng có mấy trăm đại đế, hơn 10.000 cao thủ thần đế. Bên phía vũ trụ quan huyên hoàn toàn bị đội ngũ này áp đảo. Nghe thấy mệnh lệnh của Tịnh thần, tất cả cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh đang có mặt đều xông về phía mấy người nhóm Diệp Quân ở nơi xa. Có thể đánh hội đồng vì sao phải đấu tay đôi? Thấy một đám cao thủ cùng nhau xông lên, An Nam Tịnh không định đối đầu trực diện nữa, bà ấy quay đầu nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh, lên. Tiểu Bạch lên á. Nghe thấy câu này, Diệp Quân nhất thời sửng sốt. Nó có thể xông lên được à? Hắn biết An tiền bối dám dẫn theo mấy người như thế đến đây chắc chắn là có đòn sát thủ, nhưng hắn không ngờ đòn sát thủ lại là Tiểu Bạch trước mắt. Chẳng lẽ là đang đùa ư? Không phải hắn coi thường Tiểu Bạch, chủ yếu là hắn thật sự rất sợ Tiểu Bạch này, vì hắn đã suýt chết trong tay nó hai lần rồi. Rất nhiều lúc, hắn còn cho rằng Tiểu Bạch là do đối thủ phái đến. Nghe thấy lời của An Nam Tịnh, Tiểu Bạch cười khẽ, nó đột nhiên bay về phía trước. Vùng móng vuốt nhỏ, trong móng vuốt có một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Vào khoảnh khắc nhìn thấy tia kiếm quang này, Diệp Quân nhất thời thấy yên tâm hơn, hắn chỉ sợ Tiểu Bạch vung móng rồi ném ra một quả bom, hắn đã chuẩn bị tâm lý chạy trốn rồi. Mà hiện tại khi nhìn thấy là kiếm khí, hắn vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy nghi ngờ, nó còn là một kiếm tu nữa à? Thấy Tiểu Bạch chém ra một tia kiếm khí, mấy cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh đều tỏ vẻ xem thường. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vuốt trái về phía trước, vụt. Âm thanh vừa vang lên, trong móng vuốt của nó có một tia kiếm khí đột nhiên bay ra, nhưng mấy vị mệnh vận đại đế xông lên ở hàng đầu vẫn chẳng thèm để tâm. Vì tên nhóc màu trắng này trông rất vô hại. Dáng vẻ cầm một tia kiếm khí của nó rất đáng yêu, phải nói rằng nó chỉ cần đứng đó thôi đã rất đáng yêu rồi. Lúc này, dường như chiêm sư ở bên cạnh cảm nhận được điều gì đó. Sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng di chuyển sang bên cạnh, quát to, mau rút lui. Mau rút lui.
Nghe thấy lời của Chiêm Sư, lúc này sắc mặt những mệnh vận đại đế kia cũng thoáng chốc thay đổi, vì bọn họ cũng cảm nhận được có điều gì không ổn, trong lòng rất bất an, có nguy hiểm sắp đến. Mấy mệnh vận đại đế xông lên đầu tiên không chút do dự rút lui. Nhưng mấy cao thủ phía sau bọn họ thì lại không may mắn như thế. Vụt! Kiếm khí bay đi, trong nháy mắt, gần trăm vị đại đế và mấy nghìn thần đế còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết trong nháy mắt, nhưng kiếm khí kia vẫn không biến mất mà vẫn bay về phía sâu trong tinh không. Vụt! Kiếm khí này cứ thế chia vũ trụ tinh hà ra làm đôi. Trên không trung, mấy nghìn thi thể chậm rãi rơi xuống, máu tươi đổ như thác. Thấy cảnh này, mấy cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh đều sững sờ, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhất thời không biết làm sao. Diệp Quân cũng sợ hãi nhìn Tiểu Bạch ở một bên, kiếm khí kia chắc chắn không phải của Tiểu Bạch chỉ biết dùng bom, biết dùng kiếm từ bao giờ chứ? Chắc chắn là kiếm khí ông nội để lại cho nó giữ mạng. Chỉ không biết nhóc con này có còn nữa không? An Nam Tịnh nhìn Tịnh Thần đang tỏ vẻ hoảng sợ ở phía xa, bình tĩnh nói, đông người thì có tác dụng gì? Tịnh Thần nhìn An Nam Tịnh, trong lòng vô cùng sợ hãi, kiếm khí kia đã tiêu diệt một nửa cao thủ của bọn họ. Chỉ là một tia kiếm khí mà thôi. Là kiếm khí của ai? Lúc này, Tịnh Thần hơi hoảng hốt. Vũ trụ quan huyên này có sự tồn tại của cao thủ bí ẩn. Phải làm sao đây? Các cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh đang có mặt đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào. Chiêu kiếm kia khiến bọn họ sửng sốt. Lúc này, Chiêm Sư phía xa tức giận nhìn Tiểu Bạch, ngươi có còn không? Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó lấy ra một quả bom. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân lập tức thay đổi, hắn vội vàng trốn ra xa, sợ lát nữa sẽ bị ảnh hưởng. Thấy thứ Tiểu Bạch lấy ra không phải kiếm khí. Mấy người Chiêm Sư đều thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, một mệnh vận đại đế chợt cất giọng nặng nề, nó là Linh Tổ. Linh Tổ! Nghe thấy lời của mệnh vận đại đế này, các cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh ở xung quanh đều nhìn về phía Tiểu Bạch, khi nãy bọn họ bị kiếm khí của nó làm sợ hãi, nên mới quên mất nó. Bây giờ nghe lời của cường giả kia, bọn họ mới phát hiện thứ trong có vẻ vô hại trước mặt lại là Linh Tổ. Thật ra trong thời đại nền văn minh sinh linh cũng có linh tổ, mà loại linh thú kiểm soát linh khí này, dù là ở thời đại nào cũng đều rất được yêu thích. Trong mắt đám cao thủ của thời đại vĩnh sinh đều lộ vẻ tham lam. Một mệnh vận đại đế bên cạnh Tịnh Thần chợt trầm giọng nói, Tịnh Thần, chuyện này không đơn giản thế đâu. Tịnh Thần im lặng. Đương nhiên ông ta biết chuyện này không đơn giản, bên phía bọn họ bị một tia kiếm khí giết chết đi nửa số người. Quan trọng nhất là một nửa số người này là bị giết chết trong nháy mắt, ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Cao thủ mệnh vận đại đế kia lại nói, chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của vũ trụ quan huyên này rồi, sau lưng bọn họ chắc chắn có cao thủ tuyệt thế. Tịnh Thần nhìn về phía cao thủ vừa cất lợi, cổ đế, vậy theo ông nghĩ, bây giờ chúng ta nên làm sao? Cổ đế kia trầm giọng đáp, tạm thời rút lui. Tịnh Thần lập tức lắc đầu, đã đến nước này rồi. Rút lui bây giờ sẽ rất mất mặt. Cổ đế cao mày, lúc này ông còn chú trọng thể diện à? Tịnh Thần lại nói, hơn nữa, bây giờ chúng ta đâu còn chỗ nào để đi. Loạn tinh giới sau lưng bọn họ đã bị nổ tan tác. Rút lui, nhà đã không còn nữa rồi. Cổ đế khẽ thở dài, trực giác nói với ông ta, nếu còn tiếp tục giao thủ, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Nền văn minh vĩnh sinh xuất hiện lại trên đời không phải không thể độc chiếm vũ trụ, nhưng cũng nên ổn định lại đã. Còn chưa thăm dò lai lịch của vũ trụ quan huyên đã tùy tiện ra tay, thật sự là quá lỗ mãng. Lúc này, Tịnh Thần đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, ta cược nó không còn tia kiếm khí thứ hai đâu. Tiểu Bạch ở phía xa chớp mắt, món vuốt nhỏ vẽ một vòng tròn, sau đó vuốt phải vỗ nhẹ mấy cái, rồi vặn vẹo mấy cái. Mọi người nhìn mà thấy khó hiểu. Diệp Quân đi tới bên cạnh Nhị Nha, tò mò hỏi, nó đang nói gì vậy? Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó đáp nhảy, hát, đánh bóng. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ. Nghe thấy lời của Nhị Nha, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó bay lên vai Nhị Nha, không ngừng cọ đầu vào má cô bé, vùng móng vuốt, cũng không biết đang nói cái gì. Lúc này, Tịnh Thần ở phía xa chợt cất lời, đi đến vũ trụ quan huyên. Mấy cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh nhìn về phía Tịnh Thần,
Tịnh Thần nhìn chằm chằm Diệp Quân phía xa, chuyển chiến trường qua vũ trụ quan huyên. Chuyển chiến trường qua vũ trụ quan huyên. Các cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh đang có mặt đưa mắt nhìn nhau, lúc này, Tịnh Thần lại nói, cẩn thận nhóc màu trắng kia, nếu nó có kiếm khí thì tránh nó ra. Đi, đi đến vũ trụ quan huyên. Sau đó, ông ta biến thành một tia sáng biến mất ở nơi chân trời. Tất cả cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh xung quanh đồng loạt phóng lên cao, bay đến vũ trụ quan huyên. Ngăn bọn họ lại. Đi đến vũ trụ quan huyên. Đâm đầu vào chỗ chết để tìm cơ hội sống. Tịnh Thần hiểu rất rõ, bây giờ vĩnh sinh giới đã bị hủy diệt, bọn họ không còn đường lui nữa, vả lại, hai bên đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cầu xin tha thứ. Vĩnh sinh đại đế là người đầu tiên không đồng ý. Bị phong ấn gần trăm triệu năm mới có thể xuất hiện trên đời một lần nữa, sau đó đi cầu xin. Nền văn minh vĩnh sinh không thể mất mặt như thế được. Hơn nữa nền văn minh vĩnh sinh hiện tại rất thiếu tài nguyên, dù là linh nguyên hay linh mạch cũng đều thiếu. Vì thế, Tịnh Thần quyết định chiến đấu một lần nữa. Đương nhiên không thể tiếp tục chiến đấu ở đây nữa, vì ông ta biết nếu rời chiến trường sang vũ trụ quan huyên, những cao thủ nơi này sẽ ném chuột sợ vỡ mình. Kể cả kiếm khí của nhóc con màu trắng kia, dù có còn, chắc chắn nó cũng không dám sử dụng một cách không suy nghĩ. Một tia kiếm khí kia sẽ có thể hủy diệt cả một vùng vũ trụ tinh hà. Thấy mấy người nhóm Tịnh Thần đi về phía vũ trụ quan huyên, sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, sao hắn có thể không hiểu ý đồ của những người này được. Hắn vội vàng nói, ngăn bọn họ lại. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang xông lên. Ông lão chiêm sư dẫn đầu kia đột nhiên xoay người, mở lòng bàn tay, chỉ trong nháy mắt, một ngọn lửa phóng lên cao từ lòng bàn tay của ông ta, sau đó biến thành biển lửa cuộn trào về phía Diệp Quân. Thấy ngọn lửa ngút trời đập vào mặt, Diệp Quân tiến lên, chém xuống một kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt kiếm chồng chéo 70 tia kiếm. Vụt! Kiếm chém xuống, sóng lửa lập tức vỡ ra, mà lúc này, mấy người ông lão áo đạo sĩ đã biến mất trong tầm mắt của Diệp Quân. Sắc mặt Diệp Quân lập tức trở nên khó coi. An Nam Tịnh đi tới bên cạnh hắn, bình tĩnh nói, không cần lo lắng. Diệp Quân nhìn về phía An Nam Tịnh, vẫn còn kế hoạch khác à? An Nam Tịnh gật đầu. Diệp Quân đang định hỏi gì đó thì ngay lúc này, cuối tầm mắt có hai tia kiếm khí bay lên cao, màn trời lập tức bị nứt ra. Thấy cảnh này, Diệp Quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô. Hắn rất quen thuộc với khí thế của hai tia kiếm khí kia, chính là người phụ nữ váy trắng và người phụ nữ áo bào trắng từng cứu hắn lúc trước. An Nam Tịnh cất lời, đi thôi. Bà ấy vừa dứt lời, mọi người lập tức biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Cuối chân trời, hai người phụ nữ kiếm tu ngăn cản đám người Tịnh Thần kia, hai người đứng ở đó, trên người tản ra kiếm thế vô cùng mạnh mẽ, tựa như chiến thần, khiến người khác nhìn mà thấy sợ. Tịnh Thần nhìn chằm chằm hai kiếm tu với ánh mắt nặng nề. Sắc mặt của ông lão mặc áo đạo sĩ cũng hơi khó coi, không ngờ lại gặp phải hai người phụ nữ này. Đương nhiên ông ta vẫn chưa quên trận chiến ngày đó, hai người trước mắt đã áp đảo mấy vị đại đế bọn họ. Ông ta không cảm nhận được cảnh giới của hai người này, nhưng có thể chắc chắn thực lực của hai người đã vượt xa mệnh vận đại đế. Tịnh Thần nhìn về phía chiêm sư, ông ngăn hai người họ được chứ? Nghe thấy thế, chiêm sư nheo mắt, vội nói, Tịnh Thần, lão phu là thuật sư, ông bảo ta đi đấu tay đôi với hai kiếm tu cận chiến là có ý gì? Tịnh Thần xa sầm mặt, cho ông thêm một mệnh vận đại đế nữa. Chiêm sư nói thẳng, ta cho ông hai mệnh vận đại đế, ông lên nhé. Tịnh Thần nhìn chằm chằm chiêm sư vẫn không hề sợ hãi, chặn đường hai kiếm tu này. Đùa cái gì vậy? Có thêm năm mệnh vận đại đế cũng không ngăn được. Không phải ông ta không thể liều mạng, nhưng ông ta không thể tự đâm đầu vào chỗ chết được. Nghe thấy lời của chiêm sư, sắc mặt Tịnh Thần lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tịnh Thần quay đầu nhìn về phía hai người phụ nữ kiếm tu, ông ta biết, ông ta đã đánh giá thấp thực lực của hai người này rồi. Người phụ nữ váy trắng ở phía xa chợt cười nói, lề mề gì vậy? Các người còn không ra tay thì chúng ta ra tay đấy. Dứt lời. Bà ấy và người phụ nữ áo bào trắng bên cạnh chợt biến thành hai tia kiếm quang bay đi. Hai người xông về phía mười mấy mệnh vận đại đế, hàng trăm tuế nguyệt đại đế mà không hề có vẻ sợ hãi.
ánh mắt Tịnh Thần thoáng chốc trở nên lạnh như băng, giết. Nói xong, ông ta lập tức xông lên. Đánh hội đồng. Ở một hướng khác, An Nam Tịnh chợt nhìn về phía Diệp Quân, tự bảo vệ tốt cho mình. Dứt lời, bà ấy và Mộ Niệm Niệm ở bên cạnh cũng xông lên, Nhị Nha nuốt viên kẹo hồ lô cuối cùng, sau đó đặt Tiểu Bạch xuống trước mặt Diệp Quân, các ngươi tự bảo vệ nhau đi. Sau đó, cô bé xoay người xông về phía trước, lao thẳng tới chỗ đám đại đế kia. Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch nhìn Diệp Quân, hai mắt nhìn nhau. Lúc này, Nạp Lan Ca xuất hiện bên cạnh Diệp Quân và Tiểu Bạch, thấy cô, Diệp Quân vội vàng nắm lấy tay cô, quan tâm hỏi, sao lâu thế mới đi ra ngoài. Nạp Lan Ca véo lòng bàn tay Diệp Quân một cái, giữa chân mày lộ vẻ tức giận, không phải là vì huynh hay sao? Vì mình. Diệp Quân nghe thấy thế thì khó hiểu, hắn còn đang định hỏi thì Nạp Lan Ca đã quay đầu sang hướng khác, muội lạc đường, nên mới chậm hơn một chút. Diệp Quân hơi nghi ngờ, hình như Tiểu Ca có gì đó kỳ lạ, hắn vốn định hỏi thêm, nhưng nghe thấy tiếng đánh nhau bên cạnh, hắn vội vàng đặt Tiểu Bạch xuống trước mặt Nạp Lan Ca, bảo vệ thê tử của ta cho đàng hoàng. Sau đó, hắn biến thành một tia kiếm quang xông về phía trước. Tiểu Bạch nhìn Nạp Lan Ca, liên tục vung móng vuốt. Nạp Lan Ca chớp mắt, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Tiểu Bạch chỉ về phía túi vải nhỏ của Nạp Lan Ca, sau đó chậm rãi thỏ móng vuốt vào trong túi. Rõ ràng là nó nhận ra cái túi này. Nạp Lan Ca vội vàng nắm lấy móng vuốt của Tiểu Bạch lập tức tỏ vẻ lấy lòng, móng vuốt trái lại vung lên. Nạp Lan Ca lắc đầu cười khẽ, nguy hiểm lắm. Tiểu Bạch nhanh chóng vung móng vuốt, tỏ vẻ hưng phấn, cũng không biết đang muốn nói cái gì. Nạp Lan Ca ngẫm nghĩ, sau đó đưa cho Tiểu Bạch một thứ to bằng nắm đấm, thấy thế, hai mắt nó lập tức sáng lên, nó vội vàng nhận lấy, sau đó đè nút ấn, ném về phía đám người bên phải. Một đám mây hình nấm bay lên cao, lực lượng mạnh mẽ khiến mấy cao thủ cảnh giới thần đế bay xa mấy nghìn trượng. Cách chỗ Tiểu Bạch và Nạp Lan Ca mấy nghìn trượng xuất hiện một cái hố đen khổng lồ. Đó là do vụ nổ gây ra. Những thần vật này đều được Tần Quan cải tạo vô số lần, uy lực mạnh hơn trước kia rất nhiều, có thể nói là một trong những lá bài tẩy lớn nhất. Ở một hướng khác, mấy cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh bị nổ bay hơi ngơ ngác, mấy người dẫn đầu còn bị nổ mất thân thể. Cái quái gì vậy? Mấy cao thủ cảnh giới thần đế quay đầu nhìn Tiểu Bạch và Nạp Lan Ca, đầu kêu ong ong. Lúc này, một khí thế mạnh mẽ càn quét về phía Tiểu Bạch và Nạp Lan Ca. Cao thủ cảnh giới đại đế. Thấy cảnh này, Nạp Lan Ca lập tức híp mắt, cô mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, trong nháy mắt, dưới chân cô xuất hiện ánh sáng của Thái Cực Đồ, sau đó, cô lấy ra hai quả bom to bằng quả dưa hấu từ trong túi vải nhỏ, không chút do dự bấm nút rồi ném đi. Oanh! Trong nháy mắt, hai đám mây hình nấm cao mấy trăm nghìn trượng phóng lên cao, đại đế vừa xông tới trước mặt Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch lập tức bị đánh bay. Chẳng những thế, thời không trong phạm vi 10 trượng xung quanh cũng biến thành cho bụi, một đám cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh bị chấn động đến mức liên tục lùi lại. Vụ nổ này làm chia nhỏ chiến trường. Mà Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch trong Thái Cực Đồ thì không hề bị ảnh hưởng gì, nhưng Thái Cực Đồ dưới chân hai người lại hơi tối đi, chẳng những thế, sắc mặt của Nạp Lan Ca cũng hơi tái. Dù sao thực lực của cô cũng khá yếu, không thể sử dụng những thần vật trong túi vải nhỏ kia được như Tần Quan. Còn Tiểu Bạch ở bên cạnh lại vô cùng hưng phấn, nó vung móng vuốt, vô số linh khí tập trung về phía Nạp Lan Ca. Trong nháy mắt, Thái Cực Đồ kia lại phát sáng, chẳng những thế, Nạp Lan Ca cũng lập tức như được nạp đầy máu sống lại. Nạp Lan Ca nhìn về phía Tiểu Bạch bằng ánh mắt kinh ngạc. Tiểu Bạch cười tươi. Phía xa, đại đế bị đánh bay kia hơi ngơ ngác, thứ khi nãy là gì vậy? Đây là thứ từ hàng trăm triệu năm sau, ông ta không biết nó là gì. Ông ta cảm thấy mình hơi lạc hậu rồi. Đại đế kia nhìn về phía Nạp Lan Ca một lần nữa, ông ta rung lên, xông về phía Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch một lần nữa. Nạp Lan Ca lại lấy ra một quả bom lớn bằng dưa hấu từ trong túi vải nhỏ, cô vốn định ném đi, nhưng nghĩ đến điều gì, cô vội vàng đưa nó cho Tiểu Bạch, hai mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, nó vội vàng bấm nút, sau đó ném về phía xa rồi che tay lại. Bên ngoài Thái Cực Đồ lại có một đám mây hình nấm bay lên cao, trong nháy mắt, đại đế kia đã bị đánh bay mấy chục nghìn trượng.
Tiểu Bạch vội vàng vung móng vuốt, vô số linh khí tập trung lại, thái cực đồ vốn hơi tối tăm lại khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Nạp Lan Ca vô cùng mừng rỡ, khuyết điểm lớn nhất của cô hiện tại là thực lực không đủ, không thể duy trì thái cực đồ trong thời gian dài. Nếu không thể duy trì nó, cô cũng không thể sử dụng thần vật trong túi vải, dù sao uy lực của nó cũng quá kinh khủng. Mà bây giờ có Tiểu Bạch giúp đỡ, chẳng khác nào cô có thể sử dụng thần vật trong túi vải mà không có giới hạn. Hợp tác hoàn mỹ. Phía xa, sau khi dừng lại, đại đế nhìn tay phải của mình, lúc này, tay phải của ông ta đã xuất hiện vô số vết nứt. Ông ta híp mắt, vung tay lên, một ít năng lượng mà quả bom vừa mới tỏa ra lập tức tập trung trong lòng bàn tay của ông ta. Ông ta nhìn những năng lượng kia, nhíu chặt mày, năng lượng này rất đặc biệt, ông ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lúc này, Tịnh Thần ở phía xa chợt nói, mau giết hai kẻ yếu nhất kia đi. Hai kẻ yếu nhất? Đương nhiên là nói đến Tiểu Bạch và Nạp Lan Ca. Nhìn từ ngoài mặt, hai người này đúng là yếu nhất, đương nhiên hiện tại bọn họ cũng là người nhiều tiền, nhiều trang bị nhất trên vũ trụ. Nghe thấy lời của Tịnh Thần, đại đế kia nhìn về phía Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch một lần nữa, trong mắt ông ta lộ vẻ dữ tợn, ta không tin các ngươi có nhiều thần vật như thế. Dứt lời, ông ta biến thành một tia sáng xông về phía Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch. Thấy thế, Tiểu Bạch vội nhìn về phía Nạp Lan Ca lấy ra một quả bom lớn ném đi. Sau đó, cô lại ném tới một quả nữa. Lúc đầu, cô không dám ném quá nhiều một lần, vì sợ thái cực đồ không chịu nổi, nhưng bây giờ có Tiểu Bạch, cô không cần phải lo lắng nữa. Hai quả bom lớn vừa ném ra, hai đám mây hình nấm lập tức phóng lên cao, sóng xung kích mạnh mẽ khiến đại đế đang xông đến trước mặt bọn họ bị đánh bay mấy chục nghìn trượng. Không chỉ có thế, lúc này một vài cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh xung quanh cũng liên tục lùi lại. Phạm vi mấy nghìn trượng xung quanh Tiểu Bạch và Nạp Lan Ca không còn một ngọn cỏ. Những cao thủ của nền văn minh vĩnh sinh xung quanh đều nhìn về phía Tiểu Bạch và Nạp Lan Ca với vẻ khó tin. Cái quái gì vậy? Lúc này, thân thể của đại đế bị đánh bay phía xa đã xuất hiện vết nứt, máu tươi không ngừng chảy ra, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bạch và Nạp Lan Ca. Nhếch miệng cười lạnh lùng, lần này chắc cô không còn nữa đâu nhỉ. Nói xong, ông ta giẫm chân phải vào hư không. Đại đế biến thành một tia sáng lao đến chỗ Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch. Nhưng lúc này, Nạp Lan Ca trong thái cực đồ đột nhiên mở lòng bàn tay, ba quả bom lớn xuất hiện trong tay cô. Thấy cảnh này, nét mặt của đại đế đang xông về phía họ trở nên cứng đờ. Vẫn còn. Khi ba quả bom lớn bị ném ra, đại đế kia lại bị đánh bay một lần nữa. Vừa mới bay đi, thân thể của ông ta đã hoàn toàn nứt ra, vô số máu thịt bắn tung tóe. Đại đế nhìn Nạp Lan Ca phía xa, Nạp Lan Ca giữ lấy Tiểu Bạch bên cạnh, run rẩy hỏi, không còn nữa rồi. Phải làm sao đây? Nghe thấy lời của Nạp Lan Ca, đại đế kia lập tức cười to, sau đó xông lên một lần nữa. Tiểu Bạch nhìn túi vải nhỏ của Tần Quan. Tỏ vẻ nghi ngờ, nó thò tay vào túi cô, sau đó lại mở túi ra thò đầu vào. Nó nhìn mất một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nạp Lan Ca, chớp chớp mắt, không phải còn tận mấy triệu quả à. Thấy ánh mắt ngây thơ của Tiểu Bạch, trong lòng Nạp Lan Ca nhất thời dâng lên cảm giác thương hại, cô ôm lấy Tiểu Bạch liên tục cọ cọ. Tiểu Bạch, ngay lúc này, khi đại đế kia xông tới trước thái cực đồ, Nạp Lan Ca vội vàng buông Tiểu Bạch xuống. Sau đó lấy ba quả bom to bằng quả dưa hấu ra ném đi. Thấy cảnh này, đại đế đang lao đến chỗ bọn họ trợn mắt, thầm thấy vô cùng sợ hãi, muốn rút lui nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Oanh! Ba đám mây hình nấm bay lên cao, một lực lượng đáng sợ lan tràn khắp xung quanh, cường giả đại đế đứng mũi chịu sào lập tức bị ba luồng lực lượng đáng sợ kia đánh cho thần hồn tan biến. Hoàn toàn bỏ mạng. Lúc này, phạm vi mấy trăm nghìn trượng xung quanh Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch đều là đám mây hình nấm và lực lượng nóng bỏng đáng sợ. Gần như cùng lúc đó, thái cực đồ dưới chân Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch cũng trở nên hư ảo. Lực lượng thật sự quá đáng sợ, thái cực đồ này cũng không thể chịu được. Lúc này, Tiểu Bạch vung móng vuốt lên, thái cực đồ kia tiếp tục bình thường trở lại. Nạp Lan Ca vốn hơi yếu ớt cũng thoáng chốc khôi phục như lúc ban đầu. Nạp Lan Ca lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà đứa nhóc con này, nếu không cô đã gặp phiền phức lớn rồi.
Nạp Lan Ca nhìn về phía Tiểu Bạch bên cạnh, trong mắt tràn đầy nỗi mừng rỡ, chẳng trách mẹ chồng Tần Quan từng nói Tiểu Bạch này là nước suối di động. Lúc này mấy cường giả của nền văn minh vĩnh sinh ở bên kia đều đang ngơ ngác. Một cường giả đại đế lại bị nổ chết. Ngươi có dám tin không? Một đám cường giả nhìn Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch trong thái cực đồ phía xa, vừa khiếp sợ vừa thấy nghi ngờ, rốt cuộc thứ cô gái kia ném ra là gì vậy? Các cường giả của nền văn minh vĩnh sinh nhất thời không dám tiến lên nữa. Tình hình trận chiến lúc này rơi vào thế giằng co. Bên phía Diệp Quân rất ít người, nhưng chiến lực của đồ và thiên mệnh váy trắng thật sự quá mạnh, đặc biệt là dưới tình huống hai người liên thủ, càng vô cùng kinh khủng hơn. Nếu hai người cùng nhằm vào một mệnh vận đại đế thì hoàn toàn có thể tiêu diệt được người này. Vì thế, mấy mệnh vận đại đế cao cấp kia cũng không dám đi lẻ mà cùng nhau chống lại hai người phụ nữ. Nhưng dù thế, bọn họ vẫn bị áp đảo. Hai cô gái quá mạnh, dù là mệnh vận đại đế cũng không dám đối đầu trực diện. Đương nhiên bên phía mấy người nhóm Diệp Quân vẫn rơi vào thế yếu, vì bên phía nền văn minh vĩnh sinh có quá nhiều cường giả. Tịnh Thần đột nhiên nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, nếu ta đoán không lầm thì những cường giả cao cấp nhất của vũ trụ quan huyên đều ở đây đúng không? Nghe thấy lời của Tịnh Thần, Diệp Quân híp mắt, ông đã phái người đến vũ trụ quan huyên rồi à? Tịnh Thần thoáng sửng sốt, hơi bất ngờ, ông ta không ngờ thiếu niên này lại thông minh như thế, lập tức cười khẽ nói, lúc này có lẽ 1000 đại thuật sư đã có mặt tại vũ trụ quan huyên rồi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía An Nam Tịnh bình tĩnh nói, không sao đâu. Diệp Quân thầm thấy yên tâm hơn. An tiền bối vẫn còn có kế hoạch khác. Nhưng điều hắn nghi ngờ là còn kế hoạch gì nữa chứ? Phía xa, Tịnh Thần thấy mấy người nhóm An Nam Tịnh bình tĩnh, không hề có vẻ căng thẳng chút nào, ông ta nhất thời cảm thấy bất an. Giao thủ với vũ trụ quan huyên này, ông ta phát hiện lá bài tẩy của vũ trụ quan huyên cứ hết một người lại đến một người khác mạnh hơn. Ông ta cũng không chắc phía sau vũ trụ quan huyên còn có cường giả nào nữa không. Lúc này, chiêm sư kia đi tới bên cạnh Tịnh Thần. Ông ta trầm giọng nói, chúng ta đông người, không cần mất thời gian với bọn, mọi người cùng xông lên, chắc chắn có thể bảo vệ tất cả mọi người ở nơi này. Tịnh Thần gật đầu, dù những người trước mắt rất mạnh, nhưng lại không nhiều. Như nghĩ đến điều gì, ông ta nhìn về phía Nạp Lan Ca và Linh Tổ phía xa, giải quyết hai người kia trước. Vừa dứt lời, 10 đại đế bình thường lập tức xông về phía Nạp Lan Ca và Linh Tổ Tiểu Bạch. 10 đại đế. Thấy cảnh này, Diệp Quân lập tức xa sầm mặt, hắn vốn định ra tay, nhưng nhớ đến điều gì, hắn chợt nhìn về phía An Nam Tịnh bên cạnh, nét mặt An Nam Tịnh rất bình tĩnh, không hề lộ vẻ hoảng hốt chút nào. Nhị Nha cũng thế, không hề sợ hãi. Họ đều không sợ, đương nhiên Diệp Quân cũng không cần cuống cuồng làm gì. An Nam Tịnh chợt nói, cậu tự bảo vệ cho mình đi. Nói xong, bà ấy biến thành một tia thương mang xông lên. Mục tiêu của bà ấy là những tuế nguyệt đại đế phía xa kia. Rất nhiều tuế nguyệt đại đế, nhưng bà ấy lại không hề tỏ vẻ sợ hãi. Võ thần là gì? Gặp cường giả sẽ mạnh hơn. Càng đánh càng mạnh. Đây chính là võ thần. Võ thần như bà ấy đều nhờ đánh nhau mới được như hôm nay. Thấy An Nam Tịnh xông tới, mấy đại đế kia cũng không dám khinh thường, khi nãy bọn họ cũng chịu không ít thiệt thòi rồi. Lúc An Nam Tịnh xông lên, Mộ Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Quân, cười nói, tiểu tử, bảo vệ tốt cho bản thân đấy. Dứt lời, bà ấy đột nhiên xoay cổ tay, biến thành một tia kiếm quang xông lên. Thấy Mộ Niệm Niệm tấn công, nét mặt của mấy cường giả của nền văn minh vĩnh sinh phía xa đều vô cùng nặng nề. Cường giả của vũ trụ quan huyên thật sự rất ít, nhưng khả năng chiến đấu lại quá đáng sợ. Hơn nữa mỗi người đều là kiểu càng đánh càng mạnh. Thật sự rất vô lý. Trang Vị Nhiên nhìn thoáng qua Diệp Quân, bà ấy không nói gì mà thẳng thừng xông lên. Thiên nữ đi tới trước mặt Diệp Quân, bà ấy quan sát hắn một lúc rồi nói, đẹp trai hơn gia gia của cậu. Dứt lời, bà ấy xông lên, lao thẳng về phía mấy cường giả của nền văn minh vĩnh sinh kia. Nhị Nha nhìn Diệp Quân, liếm kẹo hồ lô không nói gì. Diệp Quân hơi chần chừ, sau đó cất lời, người có thể dung hợp với ta không? Hắn biết yêu thú đều có thể dung hợp với con người, nếu dung hợp, thực lực sẽ trở nên mạnh hơn.
Nhị Nha thẳng thừng lắc đầu, dung hợp với ngươi sẽ hạ thấp thực lực của ta. Nét mặt Diệp Quân cứng đờ, nhị Nha này nói chuyện thẳng thắn thế. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, sau đó nói, nếu bị đánh cứ gọi bà nội nhị Nha, ta sẽ đến giúp ngươi. Nói xong, cô bé lập tức xông lên, đánh một quyền về phía mấy cao thủ của nền văn minh Vĩnh Sinh. Diệp Quân đứng tại vị trí ban đầu, xa sầm mặt. Bà nội nhị Nha. Xét về vai vế, thật ra cũng không có vấn đề. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân đột nhiên xoay người nhìn về phía Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch. Khi 10 đại đế kia xông đến trước mặt Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch, Nạp Lan Ca lại lấy ra 5 quả bom lớn, sau đó ném đi. Trong nháy mắt, 5 đám mây hình nấm bay lên cao, sau đó hội tụ lại làm một, xông thẳng lên chỗ sâu trong tinh không, ít nhất cao mấy trăm nghìn trượng. Những cơn sóng xung kích chứa đựng lực lượng đáng sợ không ngừng lan tràn khắp xung quanh, lúc này, toàn bộ tinh vực đều sôi trào. 10 đại đế kia bị chấn động đến mức liên tục lùi lại. Thấy cảnh này, Diệp Quân cũng thầm thấy vô cùng rung động, mấy thứ mẹ để lại là cái gì thế này? Không ngờ uy lực lại đáng sợ đến thế. Thái cực đồ dưới chân Nạp Lan Ca cũng không chịu nổi uy lực này, lập tức biến mất bằng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng sau khi Tiểu Bạch vung móng vuốt, thái cực đồ vốn sắp biến mất lại hồi phục như ban đầu. Lập tức đầy máu sống lại. Thấy cảnh này, mấy đại đế bị đánh bay phía xa lập tức cứng đờ mặt. Sao bọn họ không thể nhìn ra, cô gái này có thể sử dụng những thần vật kia cũng là nhờ có thái cực đồ dưới chân chứ? Thái cực đồ kia ngăn chặn tất cả lực lượng. Phía xa, Tịnh Thần bị Thanh Nhi váy trắng và đồ khống chế chợt giận dữ hét to, còn không mau xử lý linh tổ kia đi. Nghe thấy lời của Tịnh Thần, sắc mặt của 10 đại đế lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hai người này trông có vẻ là yếu nhất ở đây, nhưng thần vật của người phụ nữ đó lại có uy lực rất lớn. Dù là bọn họ cũng không dám đối đầu trực diện. Nhưng lúc này bọn họ biết là không thể kéo dài thời gian được nữa, vì thế tên đại đế dẫn đầu chợt cất lời, cô ta không thể có nhiều thần vật như thế được, chúng ta chỉ cần dây dưa với cô ta, chắc chắn cô ta sẽ rồi cũng sẽ tự thua. Sau đó, 10 đại đế lại xông về phía Nạp Lan Ca một lần nữa. Thấy 10 đại đế lao tới, Nạp Lan Ca lại lấy ra 3 quả bom lớn, nhưng lần này, trong mắt cô lộ vẻ lo lắng, giống như thật sự chỉ còn lại 3 quả thôi vậy. Cô không chút do dự ném ra. Ầm ầm ầm. 3 tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp tinh hà vũ trụ xuất hiện, 3 đám mây hình nấm lại phóng lên cao, toàn bộ tinh hà rung động dữ dội, cực kỳ kinh khủng. 10 đại đế bị đẩy lui một lần nữa, nhưng lần này, trong mắt bọn họ lại chứa đựng ý cười. Vì nét mặt của Nạp Lan Ca khi nãy đã bị bọn họ nhìn thấy, bọn họ kết luận rằng dù cô gái trước mặt vẫn còn thần vật đó, nhưng cũng không nhiều. Vì thế, 10 đại đế lại xông về phía Nạp Lan Ca một lần nữa. Thành cảnh này, Nạp Lan Ca nhíu chặt mày, trong mắt ngoài vẻ nặng nề còn có cả căng thẳng. Mà dáng vẻ đó sao có thể thoát khỏi mắt những đại đế kia được? Mấy đại đế cười khinh thường. Cuối cùng cũng hết rồi đúng không? Lúc này, Nạp Lan Ca lấy ra thêm 3 quả bom một cách khó khăn. Toàn bộ vũ trụ tinh hà rung động dữ dội, sau đó... 10 đại đế lại bị đánh bay một lần nữa, thân thể của 2 đại đế xông lên đầu tiên cũng bị vỡ tan. Sau khi dừng lại, 10 đại đế kia nhìn nhau, đều hơi khiếp sợ, uy lực của thần vật kia thật sự rất kinh khủng, chẳng những thế nó còn có thể khống chế bọn họ, tựa như chuyên nghiên cứu ra để chống lại đại đế vậy. Lúc này, đại đế dẫn đầu nhìn Nạp Lan Ca phía xa, lúc này cô đang nắm chặt tay, nét mặt vô cùng nặng nề, hơn nữa dường như còn hơi căng thẳng. Vì hai tay cô đang khẽ run. Thấy cảnh này, mấy đại đế nhìn nhau, đại đế dẫn đầu cất giọng nặng nề, cô ta sắp không còn nữa rồi. Giết! Sau đó, ông ta dẫn theo đám cường giả đại đế bên cạnh xông về phía Nạp Lan Ca. Lúc bọn họ xông tới trước mặt Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch, Nạp Lan Ca đột nhiên lấy ra 3 quả bom, thẳng thừng ném đi. Trong nháy mắt, một cơn sóng xung kích đáng sợ khiến 10 đại đế lùi lại mấy chục nghìn trượng. Trong đó có 2 đại đế bị nổ tung thân thể, chỉ còn lại linh hồn. Sau khi dừng lại, 10 đại đế vừa tức giận vừa kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ này vẫn còn. Cô vẫn còn. Mọi người nhìn Nạp Lan Ca phía xa, sắc mặt cô tái mét, người khẽ run rẩy, giống như một con nai đang bị báo săn mồi vây quanh,
tràn đầy lo lắng và hoảng hốt. Tiểu Bạch ở bên cạnh Nạp Lan Ca trợn mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Nạp Lan Ca dùng huyền khí truyền âm, giả vờ sợ chút đi. Giả vờ một chút. Tiểu Bạch chớp mắt, nó đột nhiên che mắt, sau đó lộn nhào về phía sau, lăn lộn qua lại. Nạp Lan Ca. Nhìn Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch đang diễn trò ở phía xa, đại đế đi đầu trầm giọng bảo, bọn họ đang giả vờ. Giả vờ. Sắc mặt các đại đế còn lại cũng cực kỳ khó coi, sao bọn họ lại không nhìn ra hai người kia đang diễn trò chứ? Chắc chắn người phụ nữ này còn có không ít thần vật. Nghĩ đến đây, sắc mặt các đại đế đều trở nên cực kỳ âm trầm. Đối với những thần vật đó, bọn họ cũng rất dè chừng, bởi vì uy lực của chúng thật sự rất lớn. Thấy những đại đế đó không mắc bẫy, Nạp Lan Ca vỗ nhẹ vào Tiểu Bạch vẫn đang lăn lộn, cười bảo, được rồi. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, vung móng vuốt nhỏ như muốn nói ta diễn không giống à. Nhìn Tiểu Bạch đáng yêu trước mặt, trong lòng Nạp Lan Ca sinh lòng yêu thích, cô bế nó lên nhìn về nhóm đại đế phía xa, cười hỏi, còn tới nữa không? Ta vẫn còn mấy trăm vạn quả nữa này. Mấy trăm vạn quả. Nghe câu này của Nạp Lan Ca, đại đế đi đầu nheo mắt, cô đang hù dọa chúng ta đấy à? Nạp Lan Ca cười, ta thật sự vẫn còn mấy trăm vạn quả nữa, không lừa các ông làm gì. Đại đế đi đầu cười khẩy, nếu ta đoán không nhầm thì lần này cô thật sự hết rồi. Nạp Lan Ca im lặng. Thế giới này là như vậy, đôi khi nói thật mà không ai tin, con người ta chỉ muốn tin vào những gì họ nghĩ. Thấy Nạp Lan Ca im lặng, đại đế đi đầu càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, vì thế ông ta nói, mọi người cùng lên đi. Dứt lời, ông ta là người xông lên đầu tiên. Mà nhóm đại đế bên cạnh ông ta cũng đồng loạt lao ra ngoài. Thấy các đại đế lại xông tới, Nạp Lan Ca im lặng không nói gì, khi bọn họ sắp lao tới trước Thái Cực Đồ, Nạp Lan Ca lập tức lấy ra thêm 3 quả bom lớn ném ra ngoài. Bùm bùm bùm. Trong nháy mắt, 3 đám mây hình nấm bay lên trời, 10 đại đế bị đánh bay, lần này lại có 2 thân thể bị vỡ nát, mà mấy đại đế có thân thể đã bị nổ vỡ ấy lúc này linh hồn cũng đã trở nên mờ ảo. Bên phía Nạp Lan Ca không ngừng vang lên tiếng nổ, thu hút sự chú ý của các cường giả nền văn minh vĩnh sinh kia. Tịnh thần đang bị áp chế cũng nhìn Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch với vẻ mặt kinh ngạc, đương nhiên nhiều hơn cả vẫn là tức giận. Vẫn chưa hạ được à? Tịnh thần hét lên, người phụ nữ đó chỉ là cảnh giới đạo tiên thôi, mà linh tổ kia cũng không có sức chiến đấu gì, thế mà các ngươi vẫn chưa hạ gục được bọn họ à? Nghe tịnh thần nói, vẻ mặt 10 đại đế phía xa cực kỳ khó coi, đại đế đi đầu trầm giọng bảo, tịnh thần đại nhân, người phụ nữ này có rất nhiều thần vật, uy lực cực mạnh. Chúng ta không thể lại gần cô ta. Tịnh thần phẫn nộ, chỉ có kẻ vô dụng mới tìm lý do. Đại đế đó tức giận quát, mẹ kiếp, lão tử không đấu nữa. Đồ ngu này. Nói xong ông ta xoay người biến mất trên bầu trời. Chết tiệt. Dù sao ông ta cũng là đại đế, sao phải nhịn nhục cơ chứ? Thấy đại đế đó quay lưng bỏ đi, tịnh thần tức tái mặt. Nhưng ông ta nhanh chóng phát hiện ra những đại đế còn lại kia đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bọn họ đi theo vĩnh sinh đại đế chứ không phải tịnh thần. Thấy cảnh này, tịnh thần ngay lập tức bình tĩnh lại, ông ta biết mình đã sắp chọc giận mọi người. Những cường giả này ở thời đại nền văn minh vĩnh sinh đều tín ngưỡng vĩnh sinh đại đế, nhưng họ sẽ không tôn kính ông ta. Nghĩ tới đây, tịnh thần trầm giọng bảo, người phụ nữ đó liên tiếp lấy ra nhiều thần vật như thế. Ta tin chắc chắn cô ta không còn nữa đâu. Mấy đại đế kia không để ý đến tịnh thần nữa, lùi sang một bên, dù sao bọn họ cũng không dám tiếp tục nữa. Lỡ như vẫn còn thì sao? Nổ như vậy ai mà chịu được? Thấy những đại đế đó không còn công kích nữa, nét mặt tịnh thần trở nên cực kỳ âm trầm, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Mà vào lúc này, nơi xa đột nhiên phát ra kiếm quang khủng khiếp. Ngay sau đó mấy mệnh vận đại đế đều bị chém lui. Tịnh thần nhanh chóng nhìn sang bên phải, ở đó, thiên mệnh váy trắng và đồ đánh mệnh vận đại đế bên phía nền văn minh vĩnh sinh tơi tả, hơn nữa hai cô gái còn càng đánh càng hăng. Còn các cường giả cảnh giới thần đế đang ở đây, họ không thể tham gia vào trận chiến cấp bậc này. Đến gần hai người phụ nữ này là sẽ chết. Tịnh thần nhìn chằm chằm thiên mệnh váy trắng và đồ, thực lực của hai người khiến ông ta hơi sợ hãi. Dường như nghĩ đến điều gì,
ông ta đột nhiên nhìn về phía Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch xa xa, một giây sau ông ta bỗng hóa thành tàn ảnh lao nhanh về phía họ. Nạp Lan Ca không do dự, ném ra ba quả bom lớn. Bùm! Trong khoảnh khắc, Tịnh Thần bị chấn động mạnh mẽ, liên tục lùi lại, sau khi ông ta dừng lại thì nhìn cánh tay mình, lúc này tay phải ông ta đã hơi máu thịt lẫn lộn, bên trên còn có một số năng lượng bí ẩn, uy lực của năng lượng này cực mạnh, có thể ăn mòn cơ thể ông ta. Tịnh Thần vung tay phải, năng lượng còn sót lại trên tay lập tức tiêu tán, sau đó ông ta nhìn Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch phía xa, lúc này trong mắt ông ta đã có vẻ nặng nề. Nạp Lan Ca xòe lòng bàn tay, lại có hai viên đạn lớn nữa xuất hiện trong tay cô nhìn Tịnh Thần, không nói gì. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Tịnh Thần chợt trở nên vô cùng âm trầm, rốt cuộc người phụ nữ còn có bao nhiêu thần vật thế này nữa. Lúc này Chiêm Sư ở phía xa chợt nổi giận nói, Tịnh Thần, người phụ nữ này chỉ là cảnh giới đạo tiên thôi, linh tổ kia còn không có sức chiến đấu, người còn không hạ gục được họ à. Lúc này ông ta đã gần như không thể gắng gượng được nữa rồi. Bởi vì đối thủ của ông ta là An Nam Tịnh. Nghe thấy lời này của Chiêm Sư, khuôn mặt già nua của Tịnh Thần càng trở nên khó coi hơn. Ông ta biết không thể cứ tiếp tục thế này nữa, phải hạ gục người phụ nữ này và linh tổ kia, bởi vì chỉ có hạ gục hai người này thì mới có thể dùng họ để uy hiếp nhóm Diệp Quân. Ông ta biết thân phận của người phụ nữ này, nữ chủ nhân hiện tại của vũ trụ Quan Huyên. Thân phận này vô cùng đặc thù. Nghĩ tới đây, Tịnh Thần xòe tay, một lệnh bài màu đen từ trong tay ông ta phóng lên trời, lệnh bài ấy bay lên trời xong thì nổ thành luồng sáng màu đen đáng sợ. Trong ánh sáng đen, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên dâng lên, sau đó, một người đàn ông mặc áo bào đen chậm rãi bước ra. Mệnh vận đại đế, trợ thủ mạnh nhất lịch sử. Tịnh Thần nhìn người đàn ông mặc áo bào đen đi ra, trầm giọng bảo, làm phiền Cố Tả Sứ rồi. Cố Tả Sứ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Thiên Mệnh váy trắng và đồ ở nơi xa, đang định ra tay thì lúc này Tịnh Thần chỉ vào Nạp Lan Ca, hạ họ trước đã. Cố Tả Sứ quay lại nhìn Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch, nhíu mày nói, yếu vậy thôi hả? Tịnh Thần thấp giọng bảo, Cố Tả Sứ đừng coi thường khinh địch, người phụ nữ đó có không ít thần vật, uy lực của thần vật đó cực mạnh, phải hết sức cẩn thận. Cố Tả Sứ cười nhẹ, sau đó tung một quyền về phía Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch từ xa. Bùm! Toàn bộ năng lượng phóng ra từ ba quả bom lớn đều bị phá vỡ, cùng lúc đó quyền thế giáng xuống trước mặt Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch. Dầm! Một tấm màn chắn vô hình trước mặt Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch ngăn lại quyền thế của quyền này. Nhưng thái cực đồ dưới chân Nạp Lan Ca lại rung chuyển kịch liệt, sau đó trở nên mờ mịt. Tiểu Bạch vội cua móng vuốt, khôi phục thái cực đồ. Cố Tả Sứ trên trời nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trận pháp phòng ngự mạnh quá. Nói rồi ông ta lại liên tiếp tung ra trăm quyền, từng đạo quyền ấn như vũ bão ập về phía Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch. Bùm! Trong nháy mắt, khu vực Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch đứng bắt đầu vỡ vụn và bị hủy diệt, mà thái cực đồ dưới chân họ cũng nhanh chóng tiêu tán. Tiểu Bạch vội vàng khôi phục lại thái cực đồ, nhưng do Cố Tả Sứ không ngừng xuất quyền nên khôi phục đã không còn tác dụng nữa, bởi vì tốc độ hủy diệt của thái cực đồ còn nhanh hơn tốc độ khôi phục của nó. Nhưng lúc này, một luồng kiếm quang chợt xẹt qua, chém về phía Cố Tả Sứ. Cố Tả Sứ nheo mắt, quyền thế chuyển hướng, đánh về phía bên phải. Dầm! Một luồng kiếm quang lôi kiếp bất chợt nổ tung, Diệp Quân bị đẩy lùi liên tiếp tới trước mặt Nạp Lan Ca và Tiểu Bạch. Diệp Quân cầm trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn Cố Tả Sứ trên trời, quanh người hắn đã toát ra kiếm ý lôi kiếp vô tận. Trên trời, Cố Tả Sứ nhìn chằm chằm Diệp Quân, hơi bất ngờ cảnh giới đạo tiên. Diệp Quân không nhiều lời, đột nhiên hóa thành kiếm quang phóng lên trời, chém Cố Tả Sứ. Thấy Diệp Quân chủ động tấn công, Cố Tả Sứ cười lạnh lùng, nực cười. Nói rồi ông ta đập quyền thứ hai xuống. Quyền này hạ xuống, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa giáng từ trên trời xuống, dường như sắp nghiền nát vũ trụ đến nơi, cực kỳ kinh hãi. Nhưng Diệp Quân lại rút kiếm ra chém. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm 70 nhát chồng chất. Nhát kiếm này hạ xuống, một luồng kiếm quang vỡ vụn. Diệp Quân bị đánh bay trở về vị trí ban đầu, nhưng cú đấm kinh hoàng của Cố Tả Sứ cũng bị kiếm của hắn chém vỡ. Thấy thế, Cố Tả Sứ trên trời hơi ngạc nhiên, kiếm ý mạnh quá.
Phía dưới, Diệp Quân lau đi vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt hắn rất nặng nề, Cố Tả Sứ cũng là mệnh vận đại đế, nhưng mạnh hơn mệnh vận đại đế bình thường rất nhiều. Đúng lúc này, giọng của An Nam Tịnh trên trời đột nhiên vang lên, Tiểu Bạch, giúp hắn đi. Nghe An Nam Tịnh nói thế Tiểu Bạch chớp mắt, nhìn về phía Diệp Quân vội nói ngay, không, không cần đâu. Tiểu Bạch giúp đỡ. Hắn vẫn sợ. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quân, móng vuốt của nó bỗng móc ra một tấm bùa màu đen, dán lên vai Diệp Quân. Vèo. Lập tức, khí thế của Diệp Quân bỗng chốc tăng vọt, trong nháy mắt, hắn đã từ cảnh giới đạo tiên nâng lên thành cảnh giới tuế nguyệt tiên. Nhưng vẫn chưa dừng lại. Tiểu Bạch lại ấn móng vuốt vào đầu mày của Diệp Quân. Diệp Quân lập tức từ cảnh giới tuế nguyệt tiên nâng lên thành cảnh giới thần đế, mà khi hắn còn đang ngớ người, Tiểu Bạch bỗng dùng hai móng vuốt ôm lấy đầu hắn xoa nhẹ, từng làn linh khí đáng sợ không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Diệp Quân từ cảnh giới thần đế nâng thẳng lên cảnh giới đại đế. Đại đế! Đầu óc Diệp Quân trống rỗng. Mới đó đã lên đến đại đế rồi ư. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Tiểu Bạch lật tay trái lên. Trong móng vuốt của nó xuất hiện một cái khiên cổ màu đỏ đồng, nó đặt khiên cổ vào tay trái của Diệp Quân, hắn cầm lấy khiên, cảm nhận được sức mạnh yêu thú cực kỳ đáng sợ. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Nhị Nha nơi xa, khiên cổ màu đỏ đồng này giống hệt sừng trên đầu Nhị Nha. Chẳng lẽ được làm từ sừng của Nhị Nha cô nương? Mà lúc này, Tiểu Bạch lại bỗng đưa móng vuốt ra. Ở nơi sâu trong tinh không? Một tiếng kiếm ngân bỗng nhiên vang vọng, giây tiếp theo, một thanh kiếm phá không bay tới, cuối cùng vững vàng dừng lại trên móng vuốt của nó. Thanh kiếm này có tên là kiếm Thanh Huyên. Tiểu Bạch đặt kiếm Thanh Huyên vào tay Diệp Quân. Tay trái cầm khiên phòng ngự số một thế gian. Tay phải cầm lợi kiếm sắc bén nhất thế gian. Lúc này, ngay cả Diệp Quân cũng lâm vào bối rối. Cảnh giới đã vọt thẳng lên tới đại đế rồi. Đại đế đó. Tăng một lúc mấy cảnh giới. Quan trọng nhất là, hắn còn được thêm một bộ trang bị. Kiếm Thanh Huyên. Dĩ nhiên Diệp Quân cũng biết, đây là kiếm của cha mình. Hắn không ngờ, Tiểu Bạch lại triệu hoán cả kiếm Thanh Huyên của cha tới đây. Nhìn thanh kiếm Thanh Huyên cùng tấm khiên cổ màu đỏ đồng trong tay, Diệp Quân trầm mặc. Nếu dùng hai vật này thì có vẻ không được hay lắm. Nội tâm hắn vẫn kháng cự việc này. Hắn vẫn mong có thể dựa vào thực lực của chính mình để đối mặt với tất cả, không muốn chỉ mang danh con cháu cường giả nọ kia, không dựa dẫm vào bất cứ vật ngoài thân nào. Bấy giờ, xa nơi chân trời, Cố Tả Sứ đột nhiên khẽ cười một tiếng, dùng bí pháp để tăng cảnh giới lên đại đế, lại thêm hai thần vật, thế cũng tốt thôi, để người khác khỏi nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, không tôn trọng võ đức, nào, tới đi. Nói đoạn, ông ta đánh một quyền về phía Diệp Quân. Một quyền ấn cao vạn trượng từ chân trời đổ xuống, nó lướt qua nơi nào, thời không trốn đó liền sôi trào rồi từ từ vỡ vụn. Đúng lúc này, Diệp Quân bất ngờ đạp mạnh chân phải, hóa thành một luồng kiếm quang, phóng lên cao. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Quân chém một kiếm vào quyền ấn kia. Xoẹt! Quyền ấn khổng lồ bị chém vỡ, kiếm quang xé không trung lao đi, chém về phía Cố Tả Sứ. Thấy thế, Tịnh Thần đứng một bên cũng phải co rụt con ngươi như không thể tin nổi. Người này phá được quyền ấn của Cố Tả Sứ. Nơi chân trời, Cố Tả Sứ nhìn thấy vậy cũng kinh hãi không thôi, ông ta không ngờ kiếm tu trẻ tuổi trước mặt lại có thể dùng một chiêu kiếm phá được quyền ấn của mình. Nhưng ông ta cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Quân đã cầm kiếm lao tới trước mặt ông ta. Cố Tả Sứ cũng bước lên một bước, lại đánh ra một quyền. Hai bên đối đầu trực diện. Vèo. Quyền của Cố Tả Sứ vừa đánh ra, kiếm của Diệp Quân đã chém nát khí thế của quyền này, ngay sau đó, cánh tay phải của ông ta bay ra ngoài. Một kiếm chém bay cánh tay phải của Cố Tả Sứ, Diệp Quân cũng hết sức sững sờ, nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, thuận thế chém thêm một kiếm về phía Cố Tả Sứ. Cố Tả Sứ vô cùng hốt hoảng, lúc này, ông ta đã khiếp sợ vạn phần. Không dám tiếp tục đối chiến trực tiếp mà vội vàng lùi lại phía sau mấy vạn trượng. Vèo. Kiếm chém vào khoảng không, nhưng thời không trước mặt Diệp Quân cũng đã vỡ vụn. Diệp Quân nhìn thanh kiếm Thanh Huyên trong tay, lòng cũng khiếp sợ tột cùng.
Kiếm này sắc bén đến thế sao? Xa xa, Cố Tả Sứ nhìn chòng chọc vào thanh kiếm trên tay Diệp Quân, ánh mắt kinh hãi, kiếm này là kiếm gì? Diệp Quân nhìn Cố Tả Sứ, thản nhiên châm chọc, kiếm của cha. Dứt lời, hắn lại hóa thành một luồng kiếm quang, biến mất khỏi vị trí. Thấy Diệp Quân lại tiếp tục đánh tới, con người Cố Tả Sứ co rút lại, lúc này ông ta không dám coi nhẹ đối phương thêm nữa, tay trái ông ta xòe ra, sau đó lại nắm chặt, tích tắc sau, tinh không bốn phía đột nhiên bùng lên mấy nghìn vạn quyền ý, những quyền ý này ầm ầm mãnh liệt trào lên, cuốn về phía Diệp Quân như sóng chiều dữ dội. Chứng kiến biển quyền ý đổ về phía mình, Diệp Quân càng thận trọng, hắn thu kiếm, nhấc khiên cổ bên tay trái lên, chắn trước người. Dầm. Diệp Quân đứng giữa không trung, quyền ý vô tận ầm ầm lao vào khiên cổ màu đỏ đồng trên tay trái hắn, thời không bốn phía không ngừng vỡ vụn và tan biến, nhưng hắn không hề lùi lại nửa bước. Hồi lâu sau, biển quyền ý cũng biến mất. Diệp Quân vẫn đứng đó, không chút tổn hại, không chỉ bản thân hắn không hề bị ảnh hưởng mà ngay cả tấm khiên cổ màu đỏ đồng trên tay cũng không hề hư hại, không có lấy một vết xước. Thấy thế, sắc mặt Cố Tả Sứ đã cứng đờ ra. Diệp Quân cũng vô cùng khiếp sợ, hắn nhìn tấm khiên cổ trong tay, nuốt nước miếng, thật không thể tin nổi. Món đồ này hình như hơi mạnh quá. Chỉ tiếc một điều, sử dụng thanh kiếm này thì huyền khí trong người tiêu hao quá nhanh, chém ra một kiếm kia, huyền khí của hắn gần như đã cạn kiệt. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay lên bả vai hắn, Diệp Quân vừa định nói gì thì Tiểu Bạch đã vươn móng vuốt ôm đầu hắn, trong tích tắc, vô số linh khí dũng mãnh tràn vào cơ thể Diệp Quân. Dần ra, giữa hai chân mày hắn xuất hiện một vết ấn trắng. Diệp Quân ngây người. Tiểu Bạch vỗ vỗ móng vuốt, chỉ vào Cố Tả Sứ ở bên kia rồi nắm chặt móng vuốt, vung vẩy như đánh quyền. Ý của nó thật dễ hiểu. Đánh ông ta đi. Diệp Quân vô thức gật đầu, sau đó lại hóa thành luồng kiếm quang, vọt về phía Cố Tả Sứ. Thấy Diệp Quân lại tấn công, Cố Tả Sứ nheo mắt, xòe lòng bàn tay trái. Một thanh trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó, ông ta lao lên như tên bắn, hệt như một tia sáng xé rách tinh không. Ông ta định trực tiếp đối chiêu. Ánh mắt Cố Tả Sứ lóe lên dữ tợn, ông ta không tin mình lại không thể đối chiêu trực tiếp với một thiếu niên phải nhờ vào bí pháp mới tăng lên cảnh giới đại đế. Ông ta tin chắc rằng, bí pháp, thần vật, đều là thứ bàng môn tả đạo mà thôi. Thực lực tự thân mới là thứ hữu dụng nhất. Cố Tả Sứ đâm một thương lên thân kiếm của Diệp Quân, ngay sau đó, trường thương trong ta ông ta vỡ nát, kiếm của Diệp Quân tiếp tục lao tới, chém về phía mặt ông ta. Cố Tả Sứ hốt hoảng, vội vàng né người về sau. Vèo! Dù đã lùi lại hơn vạn trượng nhưng khi đứng vững được, khóe miệng Cố Tả Sứ vẫn trào một tia máu tươi. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tả Sứ, giữa hai chân mày của ông ta có một vệt máu đang chậm chậm nhỏ xuống. Tiếp đó, thân thể ông ta nứt vỡ, chỉ còn lại linh hồn. Một kiếm chém nát thân thể. Thấy thế, Tịnh Thần đứng một bên cũng hoảng hốt ra mặt, ông ta nhìn thanh kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân, ánh mắt sững sờ không tin nổi. Đây là kiếm gì? Kiếm gì mà có thể gia tăng lực chiến đấu đến cỡ này? Cố Tả Sứ cũng hoàn toàn lâm vào hoảng loạn. Một kiếm đã đủ chém vỡ thân thể ông ta. Nếu không phải vừa rồi ông ta nhanh chân lùi lại, chỉ sợ cả thần hồn cũng bị chém vụn rồi. Thật quá mức tưởng tượng. Xa xa, sau khi chém nát thân thể Cố Tả Sứ, huyền khí trong người Diệp Quân lại tiêu hao sạch, nhưng ngay sau đó, linh ấn giữa hai chân mày của hắn lại xuất hiện, giây tiếp theo, huyền khí trong người đã khôi phục hoàn toàn. Cảm nhận được điều đó, Diệp Quân quay đầu chăm chú nhìn Tiểu Bạch đang chờ cách đó không xa. Hắn đã đánh giá quá thấp năng lực của tên nhóc này rồi. Quả thực nó không biết đánh nhau, nhưng nó có thể tăng năng lực đánh nhau của người khác, thậm chí là có thể tăng cao đến mức hơi thái quá. Quả đúng là trợ thủ cực mạnh. Hiện giờ Diệp Quân đã hiểu vì sao An Tiền Bối lại để Tiểu Bạch tới hỗ trợ mình. Những khi Tiểu Bạch không nghịch ngợm thì quả thật rất giỏi. Lúc này không có thời gian nghĩ nhiều, Diệp Quân cầm kiếm phóng về phía Cố Tả Sứ, trong tay có kiếm thanh huyên, lòng tin cũng tăng vọt. Hắn có cảm giác thế gian này không có kẻ nào mà hắn không thể giết được, giống như cảm giác khi cầm kiếm hành đạo trong tay vậy. Mạnh mẽ đến thái quá. Thấy Diệp Quân lại lao tới, sắc mặt Cố Tả Sứ trở nên cực kỳ khó coi.
sực nhớ tới một điều, ông ta quay phát lại phía Tịnh Thần đang đứng xa xa, quát to, lên. Tịnh Thần ngây người, sau đó lao đến phía Nạp Lan Ca cùng Tiểu Bạch. Kế sách vây ngụy cứu Triệu. Tịnh Thần cũng biết rõ, lúc này Cố Tả Sứ không cách nào đối kháng với Diệp Quân được, muốn cứu Cố Tả Sứ chỉ có thể tấn công linh tổ này cùng người phụ nữ kia. Thấy Tịnh Thần bay về phía Tiểu Bạch và Nạp Lan Ca, Diệp Quân chau mày, đang định quay lại thì đã thấy Tiểu Bạch trừng mắt một cái, móng vuốt duỗi ra, chỉ một móng lên trời. Chợt, một thanh huyết kiếm từ trên trời ầm ầm lao xuống. Ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không hóa thành một biển máu. Nhận thấy được sự khủng bố của thanh kiếm kia, Tịnh Thần vội vã ngừng lại, nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nắm chuôi kiếm, vung lên, vừa múa kiếm vừa kêu to, ha, ha, hừ, áu u. Kiếm múa trong không trung, từng luồng kiếm khí màu máu bay ra, thời không nát vụn. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ kiếm về phía Tịnh Thần, biu. Vèo. Thanh kiếm phát ra một luồng kiếm khí màu máu tươi, bắn nhanh về phía Tịnh Thần. Thấy thế, Tịnh Thần lập tức biến sắc, vung tay áo, một sức mạnh khủng bố trào ra từ tay áo bào của ông ta. Ầm. Luồng kiếm khí màu máu kia bị chắn lại. Tịnh Thần cũng sửng sốt. Trông vậy mà uy lực không lớn nhỉ. Tịnh Thần nhìn thanh huyết kiếm trong tay Tiểu Bạch, thanh kiếm này cho ông ta một cảm giác đè nén và đáng sợ vô cùng, giống như thanh kiếm trong tay Diệp Quân kia. Hiển nhiên, uy lực thấp không phải là vấn đề của kiếm mà là con linh tổ này không dùng được kiếm. Nghĩ đến đó, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo, nhưng cũng ngay lúc này, bên kia truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Tịnh Thần quay phát lại, thấy cách đó không xa, Cố Tả Sứ đã bị thanh kiếm của Diệp Quân ghim lại một chỗ, thanh kiếm đó còn đang điên cuồng cắn nuốt linh hồn của Cố Tả Sứ. Cố Tả Sứ chết rồi. Tịnh Thần ngẩn ra, ngay sau đó, ông ta lao nhanh về phía Tiểu Bạch. Trước tiên phải giải quyết con linh tổ này đã. Thấy Tịnh Thần lại vọt tới, Tiểu Bạch trừng to mắt, vội buông thanh huyết kiếm ra, quay đầu bỏ chạy. Thấy thế, Tịnh Thần khoái trá cười lớn, vội nhặt huyết kiếm lên. Nhưng ngay lúc này, thanh huyết kiếm chợt hóa thành một luồng kiếm khí, chém mạnh về phía ông ta. Rầm. Kiếm quang màu đỏ máu bùng lên, Tịnh Thần bị chém bay, khi ông ta dừng lại được thì cánh tay phải cũng đã nát bấy. Tịnh Thần hốt hoảng. Chuyện gì vừa xảy ra? Thanh kiếm này tự đánh còn mạnh hơn. Thanh huyết kiếm đột nhiên rung lên kịch liệt, nháy mắt, nó đã kéo theo mấy trăm luồng kiếm khí màu đỏ máu, chém về phía Tịnh Thần. Tịnh Thần lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại phía sau mấy vạn trượng. Vèo. Khoảng không trước mặt ông ta đã bị chém nát thành hư vô. Tịnh Thần toát mồ hôi lạnh ròng ròng, thân mình run lên. Thanh kiếm này thật quá mạnh. Bấy giờ, phía bên kia, Diệp Quân đã thu kiếm Thanh Huyên về, hắn phát hiện kiếm này cắn nuốt linh hồn Cố Tả Sứ xong thì hình như khí thế của nó đã trở nên hùng hậu hơn. Thật là một thanh kiếm tuyệt hảo. Diệp Quân nắm thanh kiếm, thoáng mỉm cười, thanh kiếm này thật quá tốt, sau này hắn cũng muốn có được một thanh kiếm như thế. Đương nhiên, Diệp Quân cũng biết, kiếm mạnh cỡ nào còn dựa vào người dùng nó, thanh kiếm này mạnh như vậy là do thực lực của cha hắn quá mạnh. Muốn có được một thanh kiếm mạnh như vậy cho mình thì tự thân phải đủ mạnh. Diệp Quân mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tịnh Thần, đang định ra tay thì. Ầm. Thời không nơi xa xa chợt rung chuyển kịch liệt, như thể địa chấn. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, thấy nơi tận cùng của tinh không có một người đàn ông cao lớn đang chậm rãi đi ra. Người này mặc bộ chiến giáp màu vàng kim, tay cầm một thanh chiến phủ cũng màu vàng kim, mỗi bước đi đều khiến tinh hà rung chuyển, khí thế ngập trời. Thấy rõ người tới, Tịnh Thần mới thở hắt ra một hơi, chiến đế. Chiến đế. Ở thời đại Vĩnh Sinh, người này là một trong bốn đại đế mạnh nhất của Vĩnh Sinh đại đế, cuộc đời mới chỉ bại hai lần. Lần thứ nhất bại dưới tay Vĩnh Sinh đại đế. Lần thứ hai bại về tay chủ nhân bút đại đao. Chiến đế. Sinh ra để chiến đấu. Chiến đế xuất hiện, sắc mặt Diệp Quân cũng trở nên nặng nề, các đại đế cũng được chia mạnh yếu theo thực lực, vị Cố Tả Sứ vừa rồi có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với những đại đế bình thường. Song, Diệp Quân biết mình có thể giết được đối phương chủ yếu là vì ban đầu đối phương quá khinh địch, liều lĩnh đối đầu trực diện với kiếm Thanh Huyên của hắn, bị chém nát thân thể. Sau khi chém nát thân thể Cố Tả Sứ, Diệp Quân nhận ra,
khi chỉ còn lại linh hồn, vị cố tả sứ này hết sức yếu ớt. Thanh kiếm này có thể khắc chế linh hồn, thậm chí còn là kiểu khắc chế mang tính hủy diệt. Nếu ban đầu đối phương không đối đầu trực tiếp với hắn, chỉ e rất khó để giết được đối phương. Mà lúc này, vị chiến đế mới gia nhập cuộc chiến thậm chí còn có khí thế đáng sợ hơn cả cố tả sứ, đặc biệt là chiến ý của người này mạnh nhất trong số những người Diệp Quân từng gặp. Hắn chưa từng gặp phải chiến ý đáng sợ như thế. Khi vị chiến đế này xuất hiện, Tịnh Thần cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng vị chiến đế này cũng phá được phong ấn rồi. Ban đầu, ông ta còn cho rằng có thể dựa vào số lượng cường giả để tiêu hao dần cường giả của vũ trụ quan huyên, nhưng tình thế hiện nay cho thấy, kế sách này không hiện thực lắm. Bởi đám cường giả của vũ trụ quan huyên có mặt trong trận này đều thuộc dạng càng đánh càng mạnh. Thật đúng là biến thái. Lúc này, An Nam Tịnh vừa đẩy lui một vị cường giả mệnh vận đại đế, bóng bà ấy thoáng lóe lên, phóng tới bên cạnh Diệp Quân, nhìn về phía vị chiến đế nơi xa xa, để ta. Diệp Quân lại bảo, cứ để ta đi. An Nam Tịnh quay đầu nhìn Diệp Quân, cậu có chắc không? Diệp Quân gật đầu. An Nam Tịnh chăm chú nhìn thẳng vào Diệp Quân hồi lâu, lại nói, dù cậu có nhiều thần vật cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta đâu. Diệp Quân cười nói, ta muốn thử xem. An Nam Tịnh nhìn Diệp Quân một lát rồi gật đầu, vậy cậu lên đi. Nói đoạn, bà ấy lùi sang một bên. Thấy thế, Nạp Lan Ca thoáng lo lắng trong lòng, bởi vì cô cũng có thể cảm thụ được sức mạnh vô biên của chiến đế. Tuy hiện giờ Diệp Quân đã thăng lên đại đế nhưng đó là do Tiểu Bạch cưỡng chế tăng cảnh giới lên, điều này tạo ra khác biệt rất lớn về thực lực so với việc chính hắn tự đạt tới cảnh giới đại đế. Nhận thấy được nỗi lòng của Nạp Lan Ca, Diệp Quân quay sang nhìn cô, mỉm cười, không sao đâu, nếu thực sự đánh không lại, ta sẽ nhận thua. Thua trận. Lần này hắn không hề có gánh nặng tâm lý. Có đôi khi, tài nghệ không bằng người ta thì chủ động nhận thua cũng chẳng có gì mất mặt, Diệp Quân cho là như vậy. Thua đường hoàng thì có gì mất mặt. Đánh không lại người ta còn cố tình giả ngầu mới mất mặt. Diệp Quân chậm rãi tiến về phía chiến đế, dù cách nhau mấy nghìn trượng nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được luồng chiến ý cực kỳ hùng mạnh trên người đối phương. Lòng Diệp Quân cũng thoáng kinh hãi, hắn không thể ngờ, chiến ý của một người lại có thể mạnh tới độ này. Song, điều đó cũng kích thích ý chí chiến đấu trong hắn. Đánh! Diệp Quân hít sâu một hơi, đáy mắt tràn đầy chiến ý. Từ sau khi đạt tới cảnh giới đại đế, lòng tự tin của hắn dường như cũng bành trướng lên. Diệp Quân cũng biết mình đang tự tin thái quá nhưng thực lòng hắn cũng muốn đánh một trận với cường giả chân chính khác. Với hắn mà nói, đó là một cơ hội tốt. Thấy Diệp Quân đi về phía chiến đế, Tịnh Thần đứng bên nhíu chặt mày, có thể khẳng định, thiếu niên này hết sức yêu nghiệt, dù đặt vào thời đại văn minh vĩnh sinh thì cũng phải thuộc hàng yêu nghiệt trong đám yêu nghiệt. Nhưng mà, đòi đấu với chiến đế, thế thì lại không biết lượng sức lắm. Đương nhiên, ông ta cũng không dám coi khinh người này, bởi vì người trẻ tuổi đó đã gây cho ông ta quá nhiều điều bất ngờ. Xa xa, chiến đế nhìn Diệp Quân, ánh mắt bình thản, hoặc nói là rất coi thường. Đời này của Vĩnh Sinh Đại Đế chỉ từng bị chủ nhân Bút Đại Đạo đánh bại một lần, mà chiến đế ông ta, cả đời chỉ thua kém Vĩnh Sinh Đại Đế một chút xíu, chỉ từng bị chủ nhân Bút Đại Đạo và Vĩnh Sinh Đại Đế đánh bại một lần. Ngoài Vĩnh Sinh Đại Đế cùng chủ nhân Bút Đại Đạo, thế gian này thật chẳng có mấy người có thể lọt vào mắt ông ta. Chiến đế liếc nhìn thanh kiếm thanh huyên cùng khiên cổ màu đỏ đồng trong tay Diệp Quân, không nói một lời. Ngay vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất. Hắn quyết định tấn công trước. Nháy mắt, Diệp Quân đã phóng tới trước mặt chiến đế, rút kiếm chém mạnh. Là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Lần này, hắn dùng 100 đạo kiếm chồng lên nhau. Kiếm vừa chém ra, một sức mạnh khủng bố lập tức bùng nổ, làm rung chuyển và sụp đổ cả thời không trong phạm vi trăm vạn trượng quanh đây. Chiêu đầu đã dốc toàn lực. Bởi Diệp Quân hiểu rõ, đối mặt với cấp bậc cường giả này, hắn không có nhiều cơ hội ra tay, vì thế, một khi ra tay là phải dồn toàn lực. Nhìn thanh kiếm của Diệp Quân chém tới, sắc mặt chiến đế vẫn bình thản như trước. Ngay khi lưỡi kiếm sắp chạm vào đỉnh đầu ông ta, cổ tay ông ta thoáng động nhẹ. Cây rìu lớn trong tay hất mạnh lên trên. Một luồng chiến ý khủng khiếp phóng lên cao. Rầm. Trong khoảnh khắc,
Kiếm quang của Diệp Quân bị nghiền nát, sức mạnh của chiến ý hùng hồn đẩy hắn bắn ra phía sau vạn trượng. Diệp Quân vừa dừng lại được thì khoảng thời không mấy vạn trượng sau lưng hắn cũng ầm ầm sụp đổ. Khóe miệng trào một vệt máu tươi, Diệp Quân giơ tay lau đi, hắn nhìn xuống tấm khiên cổ trong tay mình, vừa rồi, nếu không có tấm khiên cổ này, chỉ e hắn không chết cũng thành tàn phế. Tấm khiên cổ này đã đỡ cho hắn đến 9 phần 10 sức mạnh của chiến đế. Xa xa, chiến đế cũng nhìn xuống cây rìu trong tay mình, trên đó có một lỗ hổng từ nhát kiếm kia. Thấy thế, chiến đế nhíu mày, ngay từ đầu ông ta đã phát hiện thanh kiếm của Diệp Quân hết sức siêu phàm, nhưng ông ta không ngờ rằng thanh kiếm đó mạnh đến mức có thể gây tổn hại cho chiếc rìu của mình, càng không ngờ được tấm khiên cổ của Diệp Quân có thể chắn được phần lớn sức tấn công của ông ta. Bên kia, Diệp Quân lau vết máu, lại một lần nữa xông lên, chém về phía chiến đế. Một kiếm bất bại. Kiếm này vừa chém ra, bốn phía xung quanh, vô số thời không chồng chập tức thì tan biến. Uy lực của kiếm này cũng đã đạt tới một kiếm bất bại mạnh nhất từ trước đến nay của hắn. Chiến đế cũng lao lên, giáng một rìu xuống. Rìu này đánh xuống, tinh hà trong vũ trụ lập tức tan tành, chiến ý hùng hồn đẩy toàn bộ đám cường giả có thực lực yếu kém nơi đây phải lùi về sau mấy vạn trượng. Sức mạnh khủng khiếp khiến mọi cường giả có mặt trong trận này đều phải biến sắc. Rầm. Một mảnh kiếm quang khổng lồ cũng ầm ầm nổ tung, ngay sau đó, một bóng người bị đẩy bắn về phía sau. Đó là Diệp Quân. Hắn bị đẩy lùi lại mấy vạn trượng, những nơi hắn lướt qua, thời không nơi đó tức thì tan vụn. Khi Diệp Quân dừng lại được, thời không sau lưng đã ầm ầm sụp đổ, biến thành một khu vực thời không đen kịt. Diệp Quân dừng lại, khóe miệng một lần nữa trào máu tươi. Thấy thế, An Nam Tịnh cùng những người khác đều phải nhíu mày. Nhị Nha muốn xông lên hỗ trợ, nhưng Nạp Lan Ca đã kéo lại. Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm về phía Diệp Quân, tay siết chặt, nhưng đáy mắt bình tĩnh không một chút lo lắng, bởi vì cô tin vào người đàn ông của mình. Diệp Quân không phải hạng người liều lĩnh và lỗ mãng, nếu hắn đã dám khiêu chiến với chiến đế thì tất phải có mục đích riêng. Cô tin vào hắn. Nhị Nha do dự một chút rồi quay sang phía An Nam Tịnh, An Nam Tịnh chỉ lắc đầu, bà ấy cũng tin vào Diệp Quân. Nhị Nha bèn gật đầu một cái rồi lấy một que hồ lô đường ra liếm. Bên kia, Tịnh Thần cũng thở ra một hơi, tuy thiếu niên này vô cùng yêu nghiệt nhưng vào thời điểm này, hắn chắc chắn không thể là đối thủ của chiến đế. Có lẽ, một ngày nào đó, khi hắn có thể tự thân đạt tới cảnh giới mệnh vận đại đế thì sẽ có năng lực đấu với chiến đế một trận đấy. Nhưng vào thời điểm hiện tại, hắn chỉ là một đệ đệ non trẻ. Xong. Diệp Quân ở phía bên kia lại không có ý định dừng tay, dưới ánh nhìn của bao người, hắn đột nhiên dậm mạnh chân phải lấy đà, hóa thành một luồng kiếm quang phóng về phía chiến đế, chém mạnh một kiếm. Tiếp tục đánh. Thấy vậy, Tịnh Thần lại nhíu mày. Chiến đế nhìn Diệp Quân lao tới, thoáng nheo mắt, cổ tay xoay chuyển, giơ cao chiếc búa, bổ mạnh về phía trước. Vèo. Một nhát rìu này mang sức mạnh hùng hậu như núi lửa phun trào. Sức mạnh vô cùng vô tận chút xuống, nháy mắt đã khiến Diệp Quân lùi lại mấy vạn trượng. Lần này, Diệp Quân chưa kịp dừng chân thì chiến đế đã tung người lao tới, bổ mạnh một rìu về phía Diệp Quân. Rìu này hạ xuống, toàn bộ thời không trong tinh hà bị bổ thành hai nửa. Xa xa, Diệp Quân vội giơ khiên cổ lên chắn. Rầm! Nhát rìu bổ lên mặt tấm khiên cổ màu đỏ đồng, khiên cổ rung lên kịch liệt. Sức mạnh khủng khiếp từ đó lại lần nữa đẩy lùi Diệp Quân ra phía sau. Vào thời khắc này, vũ trụ tinh hà xung quanh đang ầm ầm sụp đổ và tan biến, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Khi Diệp Quân dừng lại được, không chỉ miệng trào máu tươi mà thân thể cũng đã xuất hiện vô số vết rạn nứt, nhưng tấm khiên cổ trên tay hắn lại không có bất kỳ một vết tổn hại nào dù nhỏ nhất. Thấy thế, đám cường giả có mặt ở đây lập tức biến sắc. Đặc biệt là đám cường giả của nền văn minh vĩnh sinh, bọn họ nhìn chòng chọc vào tấm khiên cổ trên tay Diệp Quân, ánh mắt khiếp sợ tột cùng. Sức mạnh của vị chiến đế này đủ để bổ nát vũ trụ tinh hà, nhưng lại không thể bổ vỡ tấm khiên cổ này. Thật đáng sợ. Tịnh Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ông ta đã nhận ra, cậu thiếu niên trước mắt đây có quá nhiều thần vật. Vũ trụ quan huyên giàu có thật. Bên kia, chiến đế cũng phải nhíu mày. Ông ta không ngờ tấm khiên cổ trong tay Diệp Quân lại có thể kháng cự hai chiêu của mình mà không hề tổn hại. Thật đúng là thứ tốt.
ánh mắt chiến đế trở nên nóng bỏng, thần vật cỡ đó nếu thuộc về mình, chiến lực của mình nhất định sẽ được nâng cao một bậc. Trước kia ông ta cũng từng có một tấm khiên, nhưng trong cuộc giao đấu với chủ nhân bút đại đạo, nó đã bị chủ nhân bút đại đạo đánh vỡ. Tấm khiên cổ trong tay người kia rất thích hợp với ông ta. Nghĩ đến đây, chiến đế đột nhiên xông lên, một luồng chiến ý hùng hồn cuốn về phía Diệp Quân. Chiến ý ngập trời. Cảm thụ được sức ép của chiến ý, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Khi vừa gặp chiến đế, hắn đã phát hiện ra một điểm thiếu sót ở mình, đó chính là sự khuyết thiếu về chiến ý và sát ý. Sát ý và chiến ý của hắn rất yếu. Mỗi lần hắn chủ động tấn công, luôn chỉ có hai mục đích, một là muốn xem thế nào là cường giả chân chính, cho dù chiến bại cũng không có vấn đề gì, hắn có thể tìm được yếu điểm của mình từ thất bại đó, hai là, hắn muốn cảm thụ một chút, chiến ý là thế nào. Vào giờ khắc này, hắn đã hiểu được, thế nào là chiến ý. Chiến ý. Từ chiến ý của chiến đế, hắn cảm nhận được một niềm tin, sinh mệnh chưa tắt, chiến đấu chưa ngừng. Mệnh của ta chưa kết thúc, chiến ý vĩnh viễn không mai một. Nói đơn giản hơn chút là, người có thể đánh chết ta, nhưng ta đây vẫn không phục. Diệp Quân đột ngột mở bừng mắt, lòng bàn tay xòe ra. Một luồng kiếm ý khủng bố đột nhiên phóng lên cao. Kiếm ý lôi kiếp. Nhưng ngay sau đó, trong ánh nhìn kinh ngạc của đám đông, kiếm ý lôi kiếp của hắn lại bùng lên một luồng ý niệm kinh khiếp. Chiến ý. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả những người có mặt ở đây đều sửng sốt. Lĩnh ngộ được chiến ý. Công kích tầm xa. Lĩnh ngộ chiến ý. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. An Nam Tịnh cùng người xung quanh đều khiếp sợ vô cùng, bởi bọn họ không thể ngờ, trong tình thế này, Diệp Quân lại lĩnh ngộ được chiến ý. Chiến ý. Hơn nữa, chiến ý này còn do kiếm ý sinh ra. Chiến kiếm ý. Khoảnh khắc chiến ý xuất hiện, khí thế từ kiếm ý của Diệp Quân lập tức tăng vọt với tốc độ điên cuồng, sau đó dần dần biến chất. Kiếm ý lôi kiếp cộng thêm chiến kiếm ý. Vào thời khắc này, kiếm ý của Diệp Quân đã lại đạt tới một độ cao mới. Thấy Diệp Quân đã lĩnh ngộ được chiến ý, phía xa xa, chiến đế dừng lại, nhíu chặt mày, ông ta không thể ngờ, thiếu niên trước mắt đó lại có thể may mắn lĩnh ngộ chiến ý ngay dưới sự áp bức từ chiến ý của ông ta. Chiến đế nhìn Diệp Quân, không nói một lời, chỉ tung người nhảy lên, chiếc rìu màu vàng kim trong tay bổ mạnh về phía hắn. Vèo. Nháy mắt, toàn bộ vũ trụ tinh hà vỡ ra, một sức mạnh hủy diệt đất trời cuốn phăng tất cả. Đối mặt với một nhát rìu này, khắp trốn vũ trụ tinh hà yếu ớt như một sợi chỉ nhỏ. Bên dưới, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, cười lớn một tiếng, chân phải dẫm mạnh lấy đà, người hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên. Đánh. Cho dù biết mình đánh không lại vị chiến đế trước mặt đây, nhưng hắn vẫn khát khao muốn đánh. Ý niệm chiến đấu mạnh chưa từng có. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quân lại chém ra một kiếm vào chiếc rìu kia. Trong tích tắc, vô số kiếm quang tán loạn, Diệp Quân từ trên cao giáng xuống. Chiến đế lúc này muốn đánh ra một chiêu nữa, nhưng ngay sau đó, ông ta đột nhiên nhìn xuống chiếc rìu trong tay mình, thân nó đang nứt ra, vỡ thành vô số mảnh nhỏ rơi lả tả trong không trung. Thấy thế, chiến đế ngây ngẩn cả người. Không chỉ chiến đế, đám cường giả của nền văn minh vĩnh sinh cũng đã hoàn toàn hóa đá. Chiếc rìu của chiến đế vỡ rồi. Không ai dám tin vào mắt mình. Chiếc rìu trong tay chiến đế này cũng là một thần vật không có cấp bậc. Không chỉ có thế, nó còn từng theo chiến đế chinh chiến vô số trận, những thần vật vô cấp bậc khác không thể so được với nó. Nhưng vừa rồi, nó lại bị một kiếm tu trẻ tuổi chém nát. Những vị cường giả của nền văn minh vĩnh sinh có mặt ở đây đều nhìn về phía thanh kiếm trên tay Diệp Quân, tất nhiên họ cũng biết, thực lực của Diệp Quân không thể nào chém nát được chiến phủ kia, cho nên, nguyên do chính vẫn là thanh kiếm này. Đây là kiếm gì? Đám cường giả của nền văn minh vĩnh sinh vừa vô cùng khiếp sợ lại cũng nghi hoặc tột cùng, lẽ nào thanh kiếm đó còn đứng trên cả thần vật vô cấp bậc? Tịnh thần nhìn chòng chọc vào Diệp Quân, sắc mặt khó coi vô cùng. Thiếu niên này khiến ông ta bất ngờ quá nhiều rồi. Nơi chân trời, chiến đế cũng nhìn Diệp Quân, chính xác hơn là nhìn vào thanh kiếm trên tay Diệp Quân, nói khẽ một câu kiếm tốt đây. Dứt lời, ông ta lại xông tới, nện một quyền xuống.
Ầm ầm. Một luồng chiến ý khủng bố xen lẫn trong quyền ấn giáng thẳng xuống Diệp Quân. Bên dưới, Diệp Quân không hề nao núng, thân mình đột ngột di chuyển, hóa thành một tia sáng phóng thẳng lên cao, chém vào quyền ấn kia. Đánh một trận là xong thôi. Rầm. Trong khoảnh khắc, một vùng kiếm quang bị nghiền nát, Diệp Quân cũng bị đánh bay, và trong thời khắc hắn bị đẩy bay ra ngoài, chiến đế lại xông lên, vung một quyền đánh về phía hắn. Diệp Quân nheo mắt, vung kiếm chém mạnh. Đây là 100 đường kiếm chồng chất của thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Trực tiếp đối chiêu với nhau. Ầm. Lại một vùng kiếm quang tan vỡ, Diệp Quân bị đánh bay ra sau mấy vạn trượng. Chiến đế cũng bị sức ép mãnh liệt kìm chân tại chỗ, ông ta liếc nhìn tay phải của mình, cánh tay đã vỡ ra, máu tươi giàn giụa. Thấy thế, những cường giả của nền văn minh vĩnh sinh đều trở nên căng thẳng. Tất cả đều biết thực lực của chiến đế mạnh cỡ nào, trong toàn bộ thời đại văn minh vĩnh sinh, chỉ có vĩnh sinh đại đế mới có thể vượt trên ông ta, tuy hôm nay vừa phá phong ấn ra ngoài, trạng thái chưa tính là tốt nhất, nhưng thực lực đó cũng không phải là cấp độ mà một mệnh vận đại đế bình thường có thể đối đầu. Vậy mà lúc này, ông ta lại bị một kiếm tu trẻ tuổi gây tổn thương thân thể. Diệp Quân chỉ mới là đại đế, hơn nữa còn là một đại đế thăng cấp do dùng bí pháp mà thôi. Nếu Diệp Quân thực sự đạt tới cảnh giới đại đế thì thực lực của hắn sẽ khủng khiếp cỡ nào? Nghĩ tới đó, những cường giả của nền văn minh vĩnh sinh đều hết sức khẩn trương, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Thật quá yêu nghiệt. Chiến đế nhìn về phía đó, nhíu chặt mày, bởi vì ông ta vừa phát hiện, mặc dù Diệp Quân cũng bị thương nhưng hắn đã khôi phục rất nhanh. Là do linh ấn và cây thần tự nhiên. Chỉ cần không thể đánh chết Diệp Quân trong một đòn thì hắn có thể tự trở về trạng thái mạnh nhất. Chiến đế im lặng. Lần đầu tiên ông ta phát hiện, trang bị có thể hỗ trợ người ta tuyệt vời như thế. Trước kia không cảm thấy thế, có lẽ là do vật ngoài thân không được tốt đến như vậy, hoặc là không có nhiều như vậy. Nhưng thiếu niên trước mắt đây, không chỉ có đồ tốt mà còn có nhiều đồ tốt. Thật quá đáng. Chiến đế dứt khỏi dòng suy tư, tay phải hơi rung lên. Chậm rãi khôi phục, ông ta nhìn Diệp Quân, siết chặt nắm tay lại. Bất chợt, vô số chiến ý ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta, cùng lúc đó, trong vòng mấy trăm vạn trượng quanh đây, thời không sôi trào lên mãnh liệt. Võ kỹ. Xa xa, Diệp Quân thấy thế, sắc mặt tức thì trở nên căng thẳng, vị chiến đế này rốt cuộc không muốn đấu trực diện với hắn nữa rồi. Ông ta muốn so sức mạnh tự thân. So vũ khí. Kiếm Thanh Huyên tuyệt đối là vô địch. Nghĩ tới điều gì, Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyên rạch lên tấm khiên cổ của mình một cái. Xoẹt. Mặt khiên cổ hiện ra một vệt kiếm mờ mờ, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Thấy thế, Diệp Quân khiếp sợ vô cùng, vừa khiếp sợ độ sắc bén của kiếm Thanh Huyên lại vừa kinh ngạc trước sức phòng ngự khủng bố của sừng nhĩ nha. Có lẽ hiện nay, chỉ có tấm khiên cổ này mới có thể chống lại kiếm Thanh Huyên mà thôi. Thanh kiếm sắc bén nhất, tấm thuẫn phòng ngự mạnh nhất. Nhưng vào lúc này, phía xa xa, chiến đế đột nhiên gầm lên một tiếng, đánh ra một quyền về phía Diệp Quân. Quyền vừa đánh ra, từng luồng chiến ý khủng bố cuồn cuộn tràn về phía Diệp Quân như sóng chiều. Cùng lúc với những lớp chiến ý xuất hiện, khắp ngân hà vũ trụ dần sụp đổ, không chỉ có thế, chiến ý hùng hồn còn đè ép bốn phía khiến cho đám cường giả của nền văn minh vĩnh sinh cũng phải lùi bước liên tục. Không dám nhìn thẳng. Là công kích tầm xa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.